Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1976, cứu hộ. Máy bay rơi rồi, mau cứu người. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng nói với Hạ Thiên. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Ninh Nhụy Nhụy đã lập tức nói thêm một câu nữa, kín một chút, tốt nhất đừng để người khác biết. Ôi, được thôi, tiểu muội chân dài, cô ở đây đợi ta một lát. Hạ Thiên nói xong lời này, đột nhiên biến mất. Ninh Nhụy Nhụy không đi theo, nàng tin Hạ Thiên có thể giải quyết được, mặc dù năng lực hiện tại của nàng cũng rất mạnh, nhưng nàng thực sự không chắc mình có thể giải quyết vấn đề này được hay không. Tuy nhiên, Ninh Nhụy Nhụy vẫn sử dụng siêu thị lực của mình để theo dõi máy bay, mà trong giây tiếp theo, nàng thấy tốc độ rơi của máy bay chậm hơn đáng kể, mặc dù không nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng nàng tin chắc đó là Hạ Thiên đã làm. Tất nhiên, mặc dù tốc độ rơi của máy bay đã chậm lại nhưng nó vẫn đang rơi, mà thật ra tốc độ cũng không quá chậm, khi Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ Hạ Thiên không thể xử lý tốt chuyện này thì nàng lại ngạc nhiên hơn khi phát hiện tốc độ rơi của máy bay thực sự đã tăng lên một chút, nhưng hướng rơi của máy bay dường như cũng đã thay đổi. Theo hướng rơi lúc trước, máy bay có lẽ sẽ rơi xuống núi, nhưng hiện tại, máy bay đang va xuống ngôi làng trên núi, chuyện này lập tức khiến Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy không ổn, Hạ Thiên sẽ không phải là không nghe nàng nói gì cả chứ. Nhìn thấy máy bay sắp rơi, Ninh Nhụy Nhụy hơi bất an, nàng đột nhiên nhảy dựng lên muốn lao tới, nhưng lúc này, nàng cảm thấy eo mình bị siết chặt, đồng thời ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hạ Thiên, chính là Hạ Thiên đã trở lại. Ngươi làm gì đấy, thả ta ra, Ninh Nhụy Nhụy hơi lo lắng, ta muốn đi cứu người. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy không đoái hoài truy cứu vì sao Hạ Thiên không nghe lời, nàng chỉ muốn chạy nhanh ra cứu người, nhưng vấn đề là nàng bị Hạ Thiên ôm không đi được. Tiểu muội chân dài, ta đã cứu họ rồi. Hạ Thiên hơi khó hiểu, cô còn đi làm gì chứ? Nhưng máy bay vẫn chưa dừng lại, Ninh Nhụy Nhụy vừa nói xong đã nghe thấy một tiếng động lớn, đồng thời cả thôn như cũng chấn động lên, nàng không cần nhìn cũng biết đây là máy bay đã rơi xuống đất. Đây là cái gọi là cứu họ rồi của ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy rất khó chịu. Tiểu muội chân dài, đừng nghi ngờ năng lực của bạn trai ngươi, sẽ bị ăn đòn đấy. Hạ Thiên có chút không vui, ta định cho máy bay trực tiếp rơi xuống đất, là ngươi nói cần phải kín một chút, ta mới bỏ ra vài sự cố để thành ra như thế này, hầu hết bọn họ đều sẽ bị thương, nhưng mọi người đều không thể chết, đây chẳng phải là cách tốt nhất sao? Thật sự là như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy giật mình, vừa nói xong đã phát hiện mình bị đánh, rõ ràng Hạ Thiên không hài lòng với việc nàng hết lần này đến lần khác nghi ngờ hắn. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tên biến thái này lại nhân cơ hội lợi dụng nàng, nhưng nàng không thèm quan tâm nữa, dù sao hắn cũng lợi dụng quá nhiều rồi, nàng cũng không thèm đoái hoài gì nữa. Này, thả ta ra, ta đi xem xét một chút. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không yên tâm. Lo sợ Hạ Thiên không thả ra, Ninh Nhụy Nhụy lập tức nói thêm một câu nữa, ta sẽ đi xem họ có thật sự ổn không, sau đó ta sẽ quay lại với ngươi. Tiểu muội chân dài, ta cảm thấy ngươi vẫn muốn ăn đòn. Hạ Thiên không vui. Tiểu muội chân dài này rõ ràng còn đang nghi ngờ hắn. Này, tóm lại ngươi để ta đi một chút đi. Ninh Nhụy Nhụy có chút không vui, ta chỉ muốn xem làm thế nào máy bay có thể rơi xuống được không. Chà, như vậy thì được. Lần này Hạ Thiên thật sự đã thả Ninh Nhụy Nhụy ra, ngươi đi đi, ta lười đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, tiếng kêu cứu vang lên. Có ai không, cứu mạng. Có ai không. Cứu chúng ta với. Hép, hép me. Có người trèo ra khỏi máy bay, bắt đầu kêu cứu, mà rõ ràng là còn có cả người nước ngoài. Thật ra, lúc này đã hơn 9 giờ tối, ở ngôi làng này, lúc này hầu như rất yên tĩnh, dù sao cũng là trên núi, không phải thành phố bên ngoài, không có hoạt động vui chơi giải trí gì, và lại trong thôn này cũng không có nhiều người, lúc này hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, toàn bộ ngôi làng nguyên bản có vẻ khá yên tĩnh. Những người này vừa hét lên, cả thôn núi đều bị kinh động, thật ra chấn động do máy bay va vào núi vừa rồi khiến mọi người đều bừng tỉnh, lúc này mọi người lần lượt dậy đi về phía nơi kêu cứu, có người còn trực tiếp chạy đến. Đừng sợ, mọi người, bây giờ từng người một rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi máy bay đi, trên máy bay vẫn còn vài tiếp viên vẫn chưa hoàn hồn, cũng bắt đầu chỉ huy mọi người rút lui. Thật ra máy bay này không có nhiều người, máy bay chở hơn 100 người chắc cũng chỉ chiếm được một nửa số ghế. Mà dù ai cũng bị thương ít nhiều nhưng không ai bị thương nặng đến mức không thể động đậy, nhìn từng người một rời khỏi máy bay, nữ tiếp viên hàng không cảm thấy đây quả là một phép màu. Chỉ có Ninh Nhụy Nhụy mới tới đây là biết đây tuyệt đối không phải phép màu, nàng cũng không khỏi không khâm phục Hạ Thiên,
nếu như để nàng làm chuyện này, nàng nhất định sẽ không khống chế được chính xác như vậy. Lúc này dù là cơ trưởng, tiếp viên hay những người trên máy bay, chắc chắn họ sẽ chỉ cảm thấy mình là người may mắn, không cảm thấy đã có ai đó giúp đỡ mình. Đương nhiên người bình thường không thể nghĩ tới có tu tiên giả nào đang âm thầm giúp đỡ mình, trừ phi họ tận mắt nhìn thấy mới có thể tin được, nếu là trước đây Ninh Nhụy Nhụy cũng sẽ không tin chuyện không hợp thói thường như vậy. Từ xa nhìn thấy Vương Siêu đưa người của Hiệp hội Tình nguyện Phượng Hoàng đến giúp, Ninh Nhụy Nhụy lặng lẽ rời đi, không phải nàng không muốn giúp, mà là nàng đã hứa với Hạ Thiên, nhìn thấy những người này thật sự không sao thì nàng sẽ lập tức trở về. Về lý do tại sao máy bay xảy ra chuyện, nàng quyết định quay lại xem xét sau. Bây giờ nàng không thể nhìn ra gì cả, vì chiếc máy bay không bị hư hại nghiêm trọng gì từ bên ngoài. Tiểu muội chân dài, cô hình dung ra được máy bay rơi như thế nào không? Thấy Ninh Nhụy Nhụy trở về, Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Không, ta không rõ. Ninh Nhụy Nhụy cũng nói sự thật. Ồ, vậy thì mặc kệ. Hạ Thiên đợi Ninh Nhụy Nhụy ngồi xuống, hắn lại nằm lên đôi chân dài của nàng, trông như đã ngủ. Tuy nhiên lần này hắn vừa nhắm mắt thì điện thoại reo, hắn lấy điện thoại ra thì thấy bé ngoan gửi cho hắn một đống thông tin. Tiểu muội chân dài, cô nhìn này, đây là thông tin của ba mẹ Lam Lam. Hạ Thiên quẹt một chút, đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, rõ ràng là hắn không có hứng thú xem xét kỹ. Chương 1977, Tiểu Nhân. Này, ba của Lam Lam có lai lịch không nhỏ, nhà hắn khá giàu có, nhưng ba của Lam Lam thật sự là mất tích sao? Nhưng tại sao nhà hắn không tiếp tục tìm hắn? Ninh Nhụy Nhụy vừa đọc thông tin vừa lẩm bẩm một mình, ôi, hóa ra là trở mặt với gia đình, hình như nhà hắn còn tưởng hắn vẫn ở trong khe núi này chưa ra ngoài ấy chứ. Mẹ của Lam Lam khá xinh đẹp đấy. Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục xem thông tin, không tìm thấy dấu vết của nàng ấy trong thành phố, chẳng lẽ nàng ấy thật sự. Thực ra bé ngoan tìm được rất nhiều thông tin nhưng đa số là thông tin về ba của Lam Lam và gia tộc của ba nàng, về phần mẹ của Lam Lam thì tình huống tương đối đơn giản, dù sao mẫu thân nàng cũng là người quê gốc ở đây, không có gì đặc biệt, mà thông tin của bé ngoan cũng nói rõ không có dấu vết ba mẹ của Lam Lam ở thành phố. Như vậy cũng có nghĩa là, có lẽ ba mẹ của Lam Lam đã thật sự như lão thôn trưởng lo lắng, đều là gặp chuyện không may, có thể bọn họ chưa từng rời khỏi thôn núi này. Nếu đúng như vậy thì giữ nhiều hơn lành. Được rồi, trả lại điện thoại cho ngươi. Đọc thông tin xong, Ninh Nhụy Nhụy trả lại điện thoại cho Hạ Thiên. Một lúc sau, Ninh Nhụy Nhụy vẫn là không nhịn được nói, chúng ta thực sự không đi giúp sao? Bây giờ họ cũng không qua nổi đâu. Không đi, Hạ Thiên uể oải nói, ta đã giúp họ quá nhiều rồi. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nói nên lời, dù sao những lời này cũng hoàn toàn chính xác, Hạ Thiên quả thực đã giúp rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ hắn, hầu hết những người trong máy bay đều đã trực tiếp chết. Nhụy Nhụy tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao? Lúc này, Lam Lam tỉnh dậy, ta có thể để bác Lang đi cùng ngươi. Này, ta vẫn muốn đi giúp họ, và lại tất cả tình nguyện viên đều đã đi hết rồi, chỉ có một mình ta là không đi thì không hay lắm. Ninh Nhụy Nhụy một mặt muốn giúp đỡ, nhưng mặt khác, nàng cảm thấy không có việc gì làm, thật là không thể ngồi yên mà. Tiểu muội chân dài. Nếu cô chán thì chúng ta lên giường làm gì cho vui đi. Hạ Thiên mở to mắt, uể oải nói. Ngươi nghĩ hay lắm, Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, này, tóm lại ta muốn đi qua, ngươi có thể đi với ta hoặc cứ chơi ở đây một mình đi. Ninh Nhụy Nhụy đứng dậy, nàng không muốn làm gối cho Hạ Thiên nằm cả đêm, và lại nàng cảm thấy, Hiệp hội Tình nguyện thực sự cần nàng giúp đỡ. Thật ra nhận định của Ninh Nhụy Nhụy là đúng, trên núi không có nhiều không gian thoáng đãng. Địa điểm lớn nhất chính là trường học hội tình nguyện viên, lúc này nhân viên trên máy bay đang cùng hành khách đi về phía trường học, chuẩn bị tạm trú tại đó. Đương nhiên họ đã gọi cảnh sát, chỉ là thực sự không chắc khi nào lực lượng cứu hộ sẽ đến, dù sao thì ở nơi này không có công cụ tối tân như trực thăng cứu hộ. Nếu như lái xe qua sẽ không lên núi được, tóm lại bọn họ cảm thấy dù là cảnh sát hay bác sĩ thì trong thời gian ngắn sẽ không tới được. Hội trưởng Vương, nơi này không thể chứa nhiều người như vậy. Mọi người đều bị thương, cũng không thể cứ qua đêm ở bên ngoài được, anh có thể thảo luận với làng ở đây xem nhà của ai có thể cho ở lại qua đêm được không, đặc biệt là có vài người bị thương nặng, trước khi cứu hộ đến, chúng ta hãy tìm một nơi tốt hơn cho họ nghỉ ngơi nhé. Một tiếp viên hàng không thảo luận với Vương Siêu. Ta biết có một nơi, một giọng nói đột nhiên vang lên, mà không phải ai khác đang nói, chính là Đồng Khiết, hắn bước nhanh tới chỗ tiếp viên, cách đây không xa có một biệt thự, điều kiện ở đó rất tốt. Ta có thể đưa các người đến đó, nhưng họ có muốn cho các người ở hay không thì ta không thể đảm bảo.
Đồng Khiết vừa nói như vậy, những người trong hiệp hội tình nguyện đã biết ngay hắn nói đúng, mà họ đều cảm thấy là Đồng Khiết đang cố tình gây phiền phức cho cô bé kia, chủ yếu là vì trước đây suýt bị chó cắn nên bây giờ vẫn còn ghi hận. Thật sự có một nơi như vậy sao? Tiếp viên nghe vậy thì rất vui, sau đó nhìn Vương Siêu, hội trưởng Vương, người có thể giúp chúng ta đi nói chuyện được không? Các ngươi hẳn là quen thuộc với những người trong làng hơn nhỉ? Đào tiểu thư, thật ra chúng ta cũng là mới đến hôm nay. Vương Siêu hơi bất đắc dĩ, hắn đã biết cô tiếp viên này họ Đào, tên đầy đủ là Đào Mi, là tiếp viên hàng không, về phần biệt thự kia, tình hình hơi đặc biệt. Có gì đặc biệt, không phải bây giờ Ninh tiểu thư đó đang sống ở đây sao? Dù tiểu nha đầu đó không thể nói chuyện, nhưng Ninh tiểu thư xinh đẹp mà tốt bụng như kia, sẽ không để mọi người sống ở đó chứ. Đồng Khiết ở bên cạnh ngắt lời Vương Siêu. Bây giờ Đồng Khiết rất khó chịu, thật ra trước đây từ xa hắn đã nhìn thấy, biết Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đang ở trong sân biệt thự, hắn cũng nhìn thấy cảnh đám người Ninh Nhụy Nhụy ăn lẩu ở ngoài sân, chỉ là hắn không dám tới gần, hiện tại hắn cảm thấy tiểu nha đầu kia là nhằm vào hắn, thậm chí còn cảm thấy Ninh Nhụy Nhụy cũng nhằm vào hắn. Nhưng hắn cũng không dám làm phiền Ninh Nhụy Nhụy, dù sao trước đó hắn cũng đã phát hiện Ninh Nhụy Nhụy rất lợi hại, và lại bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy hiển nhiên cũng không dễ gây sự, nhưng bây giờ có cơ hội làm phiền họ, hắn vẫn rất vui vẻ. Theo quan điểm của Đồng Khiết, để hàng chục người đến biệt thự đó sẽ khiến Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy không thể yên ổn vượt qua đêm này, tuy bản thân không được lợi gì nhưng nỗi đau của người khác cũng có thể là hạnh phúc của hắn. Ninh tiểu thư, lúc này, tiếp viên hàng không Đào Mi không kìm được mà hỏi, Ninh tiểu thư nào? Còn có thể là Ninh tiểu thư nào nữa? Không phải chính là huyền thoại thể thao nổi tiếng sao? Đồng Khiết hừ nhẹ một tiếng, Ninh tiểu thư của chúng ta nói là nàng ta đến đây để giúp dạy học, bây giờ lại sống trong biệt thự với bạn trai của mình, hẳn là cảm thấy thoải mái lắm. Đồng tiên sinh, nếu ngươi cảm thấy thời gian này ta rất thoải mái, chỉ bằng chúng ta đổi thử, bây giờ ngươi đến biệt thự bồi bạn trai ta thử xem sao. Lúc này, một giọng nói vang lên, mà nói chuyện không phải ai khác, chính là Ninh Nhụy Nhụy. À, Ninh tiểu thư, thật sự là ngươi sao? Không ngờ có thể gặp ngươi ở đây, ta thật sự là fan hâm mộ của ngươi đấy, đúng rồi, con gái ta cũng rất thích ngươi. Đào Mi rất vui mừng, nhưng cũng tiết lộ sự thật mình có một đứa con gái. Tất nhiên, không ai quy định tiếp viên hàng không được có con gái. Không đợi Ninh Nhụy Nhụy nói chuyện, Đào Mi đã ngay lập tức giới thiệu bản thân, đúng rồi, Ninh tiểu thư, ta tên là Đào Mi, là tiếp viên trưởng trên chuyến bay này, xem ra ta thật sự may mắn, không chỉ những người trên chuyến bay không sao mà ta còn có thể gặp được Ninh tiểu thư. Tiếp viên trưởng, trước hết vẫn nên giải quyết những người này trên máy bay đi. Ta thấy có vài người bị thương nặng. Ninh Nhụy Nhụy nói, có phải cứu hộ tạm thời không đến được không? Đúng vậy, ta đã gọi điện thoại, họ biết chúng ta không có ai chết, dường như không đặc biệt chú ý đến, ngoài ra điều kiện cứu hộ thực sự có hạn, ở thị trấn gần nhất cũng không có máy bay cứu hộ, họ đồng ý cử một chiếc trực thăng đến nhưng họ còn phải xin phép, ngoài ra đây là khu vực đồi núi, điều kiện bay vào ban đêm không tốt lắm, tóm lại theo ta dự đoán thì chắc chắn đêm nay sẽ không có ai tới. Đào Mi trông hơi bất lực, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên tự mình nghĩ ra giải pháp trước. Chương 1978, ngu ngốc. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi suy tư, nàng cũng vừa nhìn lướt qua, phát hiện tình hình của vài người không mấy lạc quan, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm như vậy, e là sẽ thực sự xảy ra vấn đề. Mà nàng cũng phát hiện, dù mùa này là mùa hè nhưng ban đêm trên núi vẫn hơi lạnh, như vậy thực sự không tốt cho người bị thương. Ninh tiểu thư, ta nghe nói ở đằng kia có biệt thự, điều kiện ăn ở tốt hơn, lúc này Đào Mi lại nói, mặc dù nàng không chắc chắn về tình hình cụ thể, nhưng nàng biết vấn đề này có thể thảo luận với Ninh Nhụy Nhụy. Đào tiểu thư, biệt thự đó chỉ lớn hơn thôi, ta thấy tốt hơn hết là nên tìm cách đưa mọi người xuống núi, ta sẽ thử liên hệ xem có thể thông qua các mối quan hệ cá nhân tìm được máy bay trực thăng nào có thể đến sớm nhất hay không. Ninh Nhụy Nhụy trầm ngâm một tiếng, trong lòng bắt đầu có ý tưởng, thực ra theo ý kiến của nàng. Nàng có thể cùng Hạ Thiên đưa những người này xuống núi, sau đó dưới núi chở bọn họ đi, nhưng nếu làm như vậy thì có vẻ quá kiêu căng. Ninh Nhụy Nhụy không muốn quá kiêu căng nên do dự, nhưng nàng cảm thấy điều máy bay trực thăng đến thông qua quan hệ cá nhân cũng không khó, ít nhất Hạ Thiên chắc chắn có thể làm được, mà khi đó, người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy vì nàng giàu có, sẽ không nghi ngờ gì khác. Tiểu muội chân dài, sao phải phiền phức như vậy làm gì chứ? Một giọng nói lười biếng truyền đến. Chính là Hạ Thiên lại xuất hiện, hắn còn thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, sát cánh đừng với nàng,
hắn cũng không ngại mình trông thấp hơn nàng rất nhiều. Ngươi đến đây làm gì? Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt Hạ Thiên một cái. Ta ở đó một mình cũng chán, nên đến đây tìm cô. Hạ Thiên làm như đó là vấn đề tất nhiên, cô cứ chậm chạp như thế, lãng phí thời gian, không biết bao giờ mới có thể quay về với ta. Vốn dĩ Hạ Thiên không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng lại phát hiện Ninh Nhụy Nhụy thật sự muốn tiếp tục giúp chuyển bọn họ đi, làm không cẩn thận lại phải mất thêm mấy tiếng đồng hồ, hắn đã không vui, cho nên quyết định đích thân can thiệp để mọi chuyện sớm hoàn thành. Vậy ngươi định làm sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, tên biến thái chết tiệt này rõ ràng là có năng lực, nhưng không muốn hỗ trợ thì thôi đi, hiện tại còn chạy tới ghét bỏ phương pháp của nàng không tốt. Rất đơn giản, ta chữa lành vết thương cho họ rồi để họ tự xuống núi. Hạ Thiên uể oải nói, ồ, bọn họ không xuống núi cũng được, dù sao thì cũng không liên quan gì đến ta. Khoe khoang giỏi nhỉ, ngươi có thể chữa khỏi cho bọn họ sao? Một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền đến, ngươi tưởng mình là thần y hay gì? Lời này đương nhiên lại là Đồng Khiết nói, mà lời này của hắn, thật ra còn được không ít người âm thầm tán thành, chuyện này cũng là bình thường, hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên không phải đang khoe khoang, hắn quả thật có bản lĩnh này. Ngu ngốc, ta vốn chính là thần y. Hạ Thiên nhìn Đồng Khiết, loại người đầu óc có bệnh như ngươi, ta cũng có thể chữa khỏi. Ngươi nói ai đầu óc có bệnh? Ta thấy ngươi mới đầu óc có bệnh, khoe khoang ta thấy nhiều, nhưng ta chưa từng thấy ai có thể khoe khoang đến mức như ngươi. Đồng Khiết có chút tức giận, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi chỉ cho bọn họ đi. Nếu ngươi có thể ngay lập tức chữa khỏi nhiều người như vậy, ta sẽ, mẹ nó, ta sẽ ăn viên đá này. Đồng Khiết tiện tay nhặt một viên đá từ trên đất lên, như thể muốn đặt cược với Hạ Thiên. Đồ ngu, Hạ Thiên nhìn cũng lười nhìn Đồng Khiết, cầm lấy một cây ngân châm, thuận tay đâm hai mũi lên người Đào Mi cách hắn gần nhất. A, ngươi, Đào Mi kinh hô hai tiếng, sau đó lập tức ngẩn người, làm sao ngươi biết ta cũng bị thương? Sao cô thiểu năng thế? Hạ Thiên nhìn Đào Mi có chút bất mãn, đã nói ta là thần y số một thế giới. Lưu lại lời này, Hạ Thiên tiếp tục đi về phía người thứ hai, cứ như vậy, hắn dùng tốc độ rất nhanh vòng quanh một vòng, đâm vài cái lên người mỗi người, ít nhất là 2 châm, nhiều nhất cũng chỉ 5 châm, ghim lên người mỗi người cũng chỉ mất vài giây, gần 3 phút sau, Hạ Thiên một lần nữa trở lại bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy. Tiểu muội chân dài, xử lý xong rồi, chúng ta về ngủ đi. Hạ Thiên ôm eo Ninh Nhụy Nhụy, trông như muốn ôm nàng đi. Này, người vội vàng như vậy làm gì? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cái, tên biến thái chết tiệt này, quả thực chính là sẽ khiến người ta hiểu lầm nàng muốn cùng hắn đi làm chuyện gì không thể nói ra. Vội vàng đi như vậy, chính là sợ chém gió quá đà, thổi bay cả núi sao. Đồng Khiết cũng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng không tin Hạ Thiên có thể trong vòng vài phút như vậy đã chữa khỏi cho mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên. À, ta không sao rồi. Ta thực sự ổn rồi, không đau gì cả. Oa, lợi hại thật, vết thương của ta trong phút chốc đã lành lại, thần kỳ thật. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đầu ta không đau chút nào nữa. Tay ta cũng được chữa lành rồi. Wow, thực sự là thần y, quá lợi hại, quá tuyệt vời. Mọi người ồ lên, sau đó có người đi về phía của Hạ Thiên. Cảm ơn thần y, ta nên gọi thần y là gì? Xin chào. Thần y, cảm ơn rất nhiều. Hiện trường lập tức trở nên có chút hỗn loạn, nhưng cũng có thể phát hiện, những người vừa rồi bị thương vì tai nạn máy bay, cũng lập tức trở nên nhảy nhót tưng bừng, làm sao còn có nửa điểm giống như bị thương chứ. Chương 1979, ăn một viên đá cũng không chết được. Các vị vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy vội vàng mở miệng, sau đó nàng lại hạ thấp giọng nói với Đào Mi, tiếp viên trưởng, ngươi nhanh chóng ngăn cản mọi người một chút. Tính tình của bạn trai ta không tốt lắm, đừng nghĩ hắn vừa cứu người, nói không chừng một lát nữa hắn sẽ đánh người đấy. Đào Mi ngẩn người, đang định nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi, làm gì? Người định làm gì? Mọi người nhìn theo tiếng kêu, người phát ra tiếng kêu kinh hãi chính là Đồng Khiết, bây giờ hắn đang nhìn Hạ Thiên với vẻ hoảng sợ, mà rất nhanh, Đồng Khiết đã nói không nên lời nữa, bởi vì trong miệng hắn đã bị nhét vào một viên đá. Là tên ngu nhà ngươi nói muốn ăn viên đá này, bây giờ từ từ ăn cho ta xem. Hạ Thiên lười biếng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như này thật đúng là muốn người ta ăn đá, nhưng nhìn viên đá này, làm cách nào cũng không có thể ăn được mà.
Đồng Khiết ở đó vung hai tay, như thể muốn nhờ giúp đỡ, đáng tiếc rõ ràng bây giờ không ai có thể cứu hắn. Hơn nữa, nói thật, mọi người cũng không có hảo cảm gì đối với Đồng Khiết. Này, người đừng làm ra án mạng. Ninh Nhụy Nhụy đi tới bên cạnh Hạ Thiên, nhỏ giọng nói. Tiểu muội chân dài, người không cần lo, ăn một viên đá cũng không chết người. Hạ Thiên làm như không quan tâm, dù thật sự sẽ chết, ta cũng có thể cứu sống hắn. Ninh tiểu thư, xin chào, có thể làm phiền cô một chút không? Một nam nhân trung niên đi tới, chính là cơ trưởng của chuyến bay, do dự một chút, hắn nói thêm, ta có chút chuyện muốn nói chuyện riêng với cô. Cơ trưởng, anh không sao chứ? Đào Mi ở bên cạnh nhìn không được hỏi, bởi vì nàng cảm thấy giờ phút này phản ứng của cơ trưởng hơi khác thường, nếu như là muốn cảm ơn Ninh Nhụy Nhụy thì nói thẳng là được rồi, không cần phải nói chuyện riêng. Nếu như không phải do danh tiếng của vị cơ trưởng này từ trước cho tới nay đều rất tốt, thậm chí Đào Mi sẽ hoài nghi cơ trưởng có chút ý đồ gì với vị đại mỹ nữ Ninh Nhụy Nhụy này. Ta không sao, cơ trưởng lắc đầu, sau đó hình như hắn ý thức được mình có vấn đề, lập tức mở miệng nói, Ninh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi cô một chút, nếu như cô cảm thấy không tiện lắm thì ta có thể nói với bạn trai của cô, cũng chính là vị thần y này. Cái đó, được thôi, cơ trưởng, chúng ta qua bên kia. Vốn Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng không có cái gì phải sợ, hơn nữa bây giờ cơ trưởng cho nàng mang theo bạn trai, vậy nói rõ không phải chuyện riêng gì, nàng cảm thấy không có vấn đề gì. Trên thực tế, thứ nàng vốn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên ở bên cạnh không vui, bây giờ nàng cảm thấy hẳn là Hạ Thiên cũng không có vấn đề gì. Quả thật Hạ Thiên cũng không để ý, hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy đi qua một bên, cơ trưởng lập tức đi theo. Nói đi, vị trí này bọn hắn sẽ không nghe được. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Cơ trưởng không quá yên tâm liếc mắt nhìn, sau đó gật đầu. Ninh tiểu thư, thật ra là như này, liên quan tới chuyện tai nạn máy bay lần này, không phải ta muốn trốn tránh trách nhiệm, trên thực tế, cũng không cách nào đùn đẩy trách nhiệm, bởi vì sau khi ta nói chuyện đó, có thể sẽ không ai tin tưởng. Cơ trưởng hít một hơi thật sâu, nhưng ta vững tin rằng lúc ấy mình tỉnh táo, mà sở dĩ ta chọn nói cho Ninh tiểu thư ngươi, là ta biết ngươi thường xuyên đi khiêu chiến đủ loại cực hạn, là loại người có kiến thức rộng, có lẽ ngươi sẽ tin lời ta nói. Cơ trưởng, anh cứ nói thẳng là được, Ninh Nhụy Nhụy mở miệng nói. Là như vậy, nguyên nhân về tai nạn máy bay, nhìn bề ngoài là máy móc có trục trặc, đến lúc kiểm tra, chắc cũng sẽ là nguyên nhân này, hơn nữa, đến lúc đó sẽ không còn là trách nhiệm của ta nữa, nhưng ta cảm thấy chuyện này không phải như thế, bởi vì chiếc máy bay này, vốn là sẽ không xuất hiện tình trạng máy móc bị trục trặc, ta cảm thấy là nguyên nhân là do con người. Cơ trưởng nói đến đây, hình như có chút do dự. Tuy nhiên, chỉ do dự vài giây, hắn vẫn tiếp tục nói, Ninh tiểu thư, sau đây là lời ta muốn nói, có thể các ngươi sẽ không tin. Ta rất chắc chắn trước khi xảy ra tai nạn máy bay đã thấy được một người, nhưng người này, không ở trong máy bay, mà là ở bên ngoài máy bay, một thứ. Nói như thế nào đây, một thứ giống như là người đang bay trên không trung, trong tay hắn còn phát ra một loại ánh sáng gì đó, sau đó, hắn lập tức biến mất. Cái gì, sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy thay đổi. Ninh tiểu thư, ta biết nhìn qua điều này không thể tưởng tượng nổi, bởi vì theo lẽ thường thì đây là chuyện không thể nào. Ta không dám đưa chuyện này lên báo, như thế sẽ chỉ làm người ta cảm thấy tinh thần của ta có vấn đề, xuất hiện các loại ảo giác. Cơ trưởng thở dài, chỉ là, ta vừa mới suýt chết, nhiều người như vậy cũng suýt chút nữa chết, ta cảm thấy phải nói ra chuyện này, ta nghi rằng là do người kia tấn công máy bay của chúng ta, về phần sao hắn làm được thì ta không rõ. Cơ trưởng, người có thể nói rõ hơn cho chúng ta được không, ví dụ như người thấy rõ tướng mạo người đó không? Nếu như không thấy rõ tướng mạo, thì có gì đặc biệt không? Giống như mặc quần áo loại, hoặc là, đơn giản nhất, là nam hay là nữ? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi. Thấy không phải quá rõ ràng, quần áo dường như là màu đậm, nhưng cụ thể là màu xám hay là màu đen thì ta không xác định, nhìn cơ thể hẳn là nam. Cơ trưởng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, Ninh tiểu thư, ngươi tin điều ta nói là thật sao? Cơ trưởng, bạn trai ta là thần y. Hắn có thể nhìn ra ngươi bây giờ rất tỉnh táo, hắn biết ngươi không tồn tại ảo giác các loại, cho nên, ngươi nói chắc chắn là sự thật. Ninh Nhụy Nhụy đáp, mặt khác, chuyện có người bay trên không, thật ra cũng không phải không có khả năng thực hiện, bây giờ có khoa học kỹ thuật mũi nhọn, người bình thường không biết, nhưng thật ra muốn để con người có thể bay như Iron Man thì vẫn có thể thực hiện. Dừng một chút, Ninh Nhụy Nhụy lại bổ sung, nhưng cơ trưởng, chuyện này, ngươi vẫn đừng lên báo,
vừa vặn ta biết một vài người công tác về ngành đặc biệt, hay để đến xử lý. Tốt tốt, vậy thì cảm ơn Ninh tiểu thư, cơ trưởng gật đầu một cái. Dừng một chút, cơ trưởng lại nói, vậy thì, Ninh tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, mặt khác, cảm ơn thần y vừa rồi đã trị thương giúp ta. Cơ trưởng nhanh chóng rời khỏi, mà vì tất cả mọi người đã được chữa khỏi, cũng có thể tự do hành động, thế là mặc dù sắc trời đã hơi tối nhưng đám người vẫn muốn xuống núi. Tiếp viên trưởng Đào Mi lần nữa gọi điện thoại liên lạc, cuối cùng xin được một chiếc xe bus, bây giờ những người này xuống núi, xe bus có thể chạy tới, như vậy đêm nay mọi người sẽ có thể tới được huyện gần nhất, còn về máy bay, thật ra cái này đã không cần bọn hắn phải quan tâm. Chương 1980, xuất hiện tu tiên giả mới. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bây giờ Ninh Nhụy Nhụy chính thức thương lượng với Hạ Thiên, có tu tiên giả tấn công máy bay sao? Hạ Thiên vừa mới cúp điện thoại, hắn gật đầu một cái, không sai, thật sự có người tấn công máy bay, đêm nay xảy ra chuyện máy bay này, thật ra không chỉ một cái, ngoài ra còn có ba cái máy bay khác cũng xảy ra chuyện. À, cái đó, vậy thì những người trên ba máy bay kia? Ninh Nhụy Nhụy không tiếp tục hỏi nữa, thật ra nàng đã đoán được, trên cơ bản là giữ nhiều lành ít. Phải biết, không phải lúc mỗi cái máy bay xảy ra chuyện, vừa vặn có thể gặp được tu tiên giả như nàng và Hạ Thiên ở gần đó. Ninh Nhụy Nhụy lấy điện thoại di động ra, sau đó đã phát hiện tin tức về tai nạn máy bay, sau đó nàng lại phát hiện, một máy bay trong đó trực tiếp nổ tung ngay trên bầu trời, hai chiếc máy bay còn lại thì vẫn đang được tìm kiếm, nhưng nàng biết, trên cơ bản kết quả đã được định trước. Người nói, là một người, hoặc là mấy người, Ninh Nhụy Nhụy thấp giọng hỏi Hạ Thiên. Cũng có thể, tạm thời ta không thể xác định được, ta đã nói Thanh Thanh mang theo Thiên Đạo Tổ tới xử lý chuyện này. Hạ Thiên mở miệng nói, hẳn là chẳng mấy chốc nữa sẽ có tin tức. Ninh Nhụy Nhụy há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói, đột nhiên nàng nghĩ tới Triệu Vũ Cơ, chuyện này, hẳn là Triệu Vũ Cơ cũng biết. Nếu như Triệu Vũ Cơ cũng biết, vậy nàng sẽ xử lý chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo nàng lại suy nghĩ, Triệu Vũ Cơ hy vọng nàng đưa Hạ Thiên đi tu luyện nghịch thiên bát châm, nhưng trong mấy ngày này, Hạ Thiên cái gì đều không làm, cái gọi là nghịch thiên bát châm hẳn là không tiến triển chút nào. Chúng ta về chỗ của Lam Lam trước, Ninh Nhụy Nhụy mở miệng nói. Đối với chuyện này, tất nhiên Hạ Thiên không có ý kiến, hơn nữa hậu quả nơi này đã giải quyết tốt, không cần hắn để ý tới nữa, tất nhiên bên Thiên Đạo Tổ sẽ phái người tới xử lý, còn hắn, trừ phi là tu tiên giả tấn công máy bay kia xuất hiện, nếu không thì chắc chắn thì sẽ không đến phiên hắn tự mình xuất chiến. Nhụy Nhụy tỷ, Nhụy Nhụy tỷ, một người thở hổn hển chạy tới, lại là búp bê trong hiệp hội tình nguyện. Có chuyện gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Cái kia, Nhụy Nhụy tỷ, chính là ông chủ đồng, bộ dáng của hắn, nhìn giống như là đã xảy ra chuyện. Búp bê ỏi xấu hổ nói, hắn bị một hòn đá kẹt ở trong miệng, tảng đá không nuốt vào được, cũng không lấy ra được, tiếp tục như vậy, sợ là sẽ thật sự mất mạng. Người tới là tìm Hạ Thiên à? Ninh Nhụy Nhụy lập tức hiểu. Không đúng, Nhụy Nhụy tỷ, ta tới tìm ngươi, sau đó để ngươi hỗ trợ đến thuyết phục bạn trai ngươi. Búp bê cũng không giấu giếm, thậm chí không tránh Hạ Thiên, cái đó, thật ra, Hạ Thiên đại ca, bây giờ chúng ta đều rất ghét ông chủ đồng, nhưng hội trưởng của chúng ta là người rất tốt, nếu ông chủ đồng thật sự xảy ra chuyện gì ở đây, hội trưởng chúng ta trở về không cách nào giao phó, cho nên, ngươi không muốn thì chỉ để cho ông chủ đồng ăn chút đau khổ là được rồi. Vậy không được, hắn chắc chắn phải ăn cho hết hòn đá đó. Hạ Thiên lại là dáng vẻ không có thương lượng. Thế nhưng, bộ dáng bây giờ của hắn, cho dù chết cũng không cách nào ăn hòn đá đó. Búp bê nhìn không được nói. Điều này cũng đúng, tên ngu ngốc đó quá ngu, không biết từ từ ăn, muốn ăn một hòn đá lớn như vậy chắc chắn là không được. Hạ Thiên lẩm bẩm, ừ, vậy ta vẫn đi giúp hắn một chút đi. Đồng khiếu thực hiện nó ngay trong phòng, cách nơi này rất gần, lúc búp bê mang theo Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đi tới, trong phòng còn có một vài người, bao gồm Vương Siêu ở trong đó. Bây giờ đồng khiếu nhìn qua quả thật có dáng vẻ thê thảm, hắn nằm trên giường, không thể nhúc nhích, mặt trướng hồng, thậm chí hơi tím xanh, hô hấp nhìn qua rất khó khăn. Tiểu muội chân dài, người này thật sự quá ngu, không biết đầu tiên đập tảng đá vỡ vụn ra sao. Hạ Thiên lắc đầu, ôi, ta vẫn nên giúp hắn ăn xong. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên đã tát về phía tảng đá, sau đó, đột nhiên tảng đá lập tức vỡ thành bột phấn, sau đó... Hạ Thiên lại điểm mấy lần trên cổ họng và trên miệng của đồng khiếu,
sau đó, đám người nhìn thấy Đổng Khiếu nuốt từng ngụm từng ngụm. Một đám người trợn mắt hốc mồm, không nói làm sao cái tảng đá này biến thành bột, có thể coi là biến thành bột phấn, cũng không thể cứ ăn hết như vậy chứ. Tiểu muội chân dài, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy đi ra bên ngoài, dù sao chuyện của hắn đã làm xong. Không có người ngăn cản Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, chưa tới một phút, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy về tới biệt thự của Lam Lam, Lam Lam còn nằm ngủ ở nơi đó, chó săn trông coi bên cạnh, tất cả nhìn qua giường như rất bình thường. Nhưng, không bình thường là trong biệt thự lại có thêm một người. Đó là một nam nhân mặc áo khoác màu đen, mà khí thức trên người hắn, trong nháy mắt đã làm cho Ninh Nhụy Nhụy liên hệ với tu tiên giả, mà cùng lúc đó, nàng lập tức liền liên hệ người này với người mà cơ trưởng nói. Nhìn qua, ta đã biết thế giới này có tu tiên giả. Nam nhân mặc áo khoác màu đen nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, vẻ mặt hình như hơi hưng phấn. Chương 1981, Kiến Hôi. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy nhìn nam nhân áo đen, giọng điệu vô thức mang theo chút địch ý, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, người này chính là tu tiên giả đã công kích chiếc máy bay kia. Ồ, ta tên là Tô Diệp, các ngươi có thể là chưa từng nghe thấy tên của ta, nhưng ở nơi của chúng ta, Tô Diệp ta chính là tu tiên giả đại danh đỉnh đỉnh, có câu nói ở Bắc Hồ Tô Diệp ta là châu bò nhất. Đúng rồi, Bắc Hồ là một môn phái tu tiên của chúng ta, chắc chắn là các ngươi cũng chưa từng nghe qua. Nam nhân áo đen dường như là một người thích làm nhảm. Tô Diệp đúng là người làm nhảm, bởi vì vài phút sau hắn đều tự độc thoại, mà trông hắn còn có vẻ rất hưng phấn, giống như cuối cùng mình đã tìm được đồng loại. Dựa theo đoạn độc thoại dài lê thê của Tô Diệp, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã biết được đại khái lai lịch của đối phương. Rõ ràng Tô Diệp không phải là người của thế giới này, hắn cũng đến từ một thế giới khác, một nơi khá giống Tiên Vân Đại Lục, mà ở chỗ đó có một môn phái tu tiên tên là Bắc Hồ Sơn Trang. Tô Diệp tự xưng mình là đệ nhất thiên tài ở Bắc Hồ Sơn Trang, còn về chuyện có phải thật vậy hay không thì Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy không quá hứng thú để tìm hiểu. Điều chân chính làm cho Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy để ý là, sở dĩ Tô Diệp có mặt ở đây là do bị Liên Minh Tu Tiên đưa tới, hơn nữa người bị đưa tới đây cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nguyên nhân bọn hắn được đưa tới đây chính là vì thi hành một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đó chính là tìm kiếm tu tiên giả ở thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Diệp vui vẻ như vậy, hắn cho rằng mình là người sớm nhất tìm được tu tiên giả và sẽ được Liên Minh Tu Tiên ban thưởng. Tô Diệp không nói cụ thể là sẽ được ban thưởng gì, nhưng hẳn là tương đối khá, còn vì sao Liên Minh Tu Tiên để cho bọn hắn tới đây tìm tu tiên giả thì Tô Diệp không biết, hắn cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, thứ mà hắn quan tâm nhất chính là ban thưởng. Ha ha ha, Đại Bác Hồ vẫn là Tô Diệp ta lợi hại nhất. Ngoại trừ ta ra thì còn ai nghĩ ra loại biện pháp này để tìm tu tiên giả chứ? Hiện giờ Tô Diệp vẫn còn ở đằng kia dương dương đắc ý, mà cái gọi là biện pháp của hắn chính là tấn công máy bay. Ngươi biết chiếc máy bay mà ngươi công kích có bao nhiêu ở bên trong không hả? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm bởi vì ngươi, sẽ có bao nhiêu gia đình bởi vì vậy mà tan vỡ không? Cuối cùng, Ninh Nhụy Nhụy không thể nhịn được nữa, tức giận chất vấn Tô Diệp, ngoại trừ ngươi thì không còn ai nghĩ ra loại biện pháp phát rồ này đâu. Phát rồ, cái này sao lại là phát rồ chứ? Tô Diệp lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đây không phải là biện pháp rất bình thường sao? Những người khác chỉ là không nghĩ tới mà thôi, nếu như bọn hắn nghĩ ra thì chắc chắn cũng sẽ làm giống ta. Tô Diệp nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trong giọng nói có chút mê hoặc, những người kia chết thì thôi, bọn hắn đều là người bình thường, cũng không phải tu tiên giả, tại sao chúng ta phải đi quan tâm bọn hắn chết hay sống chứ? Người bình thường thì cũng là con người. Ninh Nhụy Nhụy càng thêm tức giận, ở trong miệng của tu tiên giả Tô Diệp này, mạng của người bình thường giống như cũng chẳng là cái gì cả. Vị tiên tử xinh đẹp này, bây giờ ngươi nhìn xuống dưới chân mình thử xem. Trên mặt Tô Diệp lộ ra vẻ kỳ lát. Ngươi muốn nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn Tô Diệp. Nếu như nhìn kỹ thì ngươi sẽ phát hiện dưới chân ngươi có mấy con kiến, mà có một con trong đó mới vừa bị ngươi giết chết, ngươi thậm chí còn không phải là cố ý giẫm chết nó. Nhưng mới vừa rồi bởi vì tức giận mà lòng bàn chân của ngươi vô thức tỏa khí ra ngoài. Tô Diệp nói năng không chút hoang mang, mà trên thực tế, ngươi mới vừa giẫm chết cũng không phải một con kiến, mà là một tổ kiến ở dưới mặt đất cách chừng 1 mét, bởi vì ngươi tỏa khí ra ngoài cho nên rất nhiều con kiến trong đó bị giết chết, nhưng từ đầu đến cuối ngươi không hề phát hiện ra. Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy lại không thể nhịn được nữa, cắt đứt lời nói của Tô Diệp. Ý ta muốn nói là, người căn bản sẽ không để ý sâu kiến chết hay sống,
mà động tác tùy tiện của ngươi sẽ rất có khả năng khiến cho những con kiến hôi kia gần như bị diệt sạch, nhưng ngươi thậm chí không hề hay biết gì cả. Tô Diệp chậm rãi nói, mà đối với tu tiên giả, người bình thường chẳng khác gì sâu kiến, cho nên tại sao ta phải quan tâm bọn hắn chết hay sống chứ? Ngươi nói không sai, ta không quan tâm con kiến, nhưng ta quan tâm tới đồng loại của mình, người bình thường cũng giống như chúng ta, đều là con người, ta cũng là từ người bình thường trở thành tu tiên giả. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn Tô Diệp, ta sẽ không bởi vì trở thành tu tiên giả mà cảm thấy mình không phải là người nữa. Tu tiên giả là tu tiên giả, người thường là người thường, cái này vốn dĩ đã khác biệt rồi. Tô Diệp vẫn chẳng hề để ý, thôi, chúng ta không cần tranh luận cái này nữa, ngay cả bên liên minh tu tiên cũng thường xuyên có tu tiên giả xuất hiện loại suy nghĩ giống như ngươi, nhưng bọn hắn đều sẽ chậm rãi nghĩ thông suốt, cho nên cuối cùng thì ngươi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Dừng một chút, Tô Diệp lại nói, tóm lại đây là vấn đề nhỏ, bây giờ các ngươi chuẩn bị một chút đi, cùng đi với ta tới liên minh tu tiên. Tại sao chúng ta phải đi liên minh tu tiên với ngươi chứ? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng cười một tiếng, nàng cảm thấy người này hoàn toàn không thể nói lý, nói chuyện với hắn quả thật là đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không có cách nào câu thông được. Tiểu muội chân dài, như vậy mà cô vẫn còn chưa hiểu sao? Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, bởi vì hắn là thằng ngu, sao cô phải nói nhiều đạo lý với một tên ngốc như vậy chứ? Chương 1982. Cường địch. Ninh Nhụy Nhụy cạn lời, lúc Hạ Thiên vừa cất tiếng thì nàng cho rằng hắn đã biết được cái gì đó, nào biết luận điệu của hắn vẫn giống như trước, động một chút lại nói người khác là đồ ngốc. Nhưng lần này, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Hạ Thiên cũng không hoàn toàn sai, nàng đúng là cảm thấy không thể nói đạo lý với cái người gọi là Tô Diệp này. Đây là mệnh lệnh của Liên minh Tu Tiên, bây giờ ta đại biểu Liên minh Tu Tiên bảo các ngươi đi qua. Bất luận tu tiên giả ở thế giới nào thì đều sẽ tự động thuộc về liên minh tu tiên, mà bất luận là ta hay là các ngươi thì đều phải tuân thủ mệnh lệnh của liên minh tu tiên. Lần này, Tô Diệp lại cho Ninh Nhụy Nhụy một đáp án, đây chính là nguyên nhân khiến các ngươi cần phải đi với ta đến liên minh tu tiên. Ngu ngốc, Hạ Thiên lại lười biếng nói một câu. Nếu chúng ta không đi thì sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng. Cho dù các ngươi không nghe theo mệnh lệnh của liên minh tu tiên thì ta vẫn sẽ nghe theo. Tô Diệp thong dong nói, nếu như các ngươi không muốn đi với ta, vậy ta cũng chỉ có thể mang các ngươi đi qua. Ý của Tô Diệp rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy không nghe lời, vậy thì hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tên ngu si ngươi muốn động thủ thì nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, thật ra dựa theo tác phong thường ngày của Hạ Thiên, bình thường hắn sẽ động thủ trước, nhưng mà bây giờ hắn rất lười, hơn nữa hắn đã quen để Ninh Nhụy Nhụy xử lý trước. Có lẽ điều quan trọng nhất là hắn còn đang ôm Ninh Nhụy Nhụy. Xúc cảm rất tốt, hắn không quá nguyện ý buông ra, cho nên không có ý ra tay trước. Ta biết thế giới của các ngươi không có nhiều tu tiên giả, cho nên thân phận địa vị của các ngươi cũng không phải tầm thường. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, đừng đánh giá quá cao bản thân của mình, ở trước mặt Tô Diệp ta thì các ngươi thật sự không đáng giá để nhắc tới. Tô Diệp nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, trong giọng nói có vài điểm phách lối. Thôi, ta vẫn nên đánh chết tên ngu ngốc nhà ngươi trước đi. Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn được nữa, hắn ngắt lời Tô Diệp, một tay vẫn ôm Ninh Nhụy Nhụy, mà một tay khác đã tung một chưởng về phía Tô Diệp. Mặc dù đó chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, nhưng uy lực đương nhiên sẽ không nhỏ, nếu như là người bình thường hứng chịu một chưởng này, mặc dù không nhất định sẽ bị đập đến thịt nát xương tan, nhưng chắc chắn là sẽ bị đập chết. Nhưng Tô Diệp căn bản không hề trốn tránh. Hắn không những không trốn mà còn không ra tay chặn lại, cứ như vậy mà đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, một chưởng của Hạ Thiên lập tức đập vào người Tô Diệp, truyền đến một tiếng ầm vang nặng nề. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tô Diệp vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích gì, mặc dù một chưởng của Hạ Thiên đã đánh trúng Tô Diệp, nhưng rất hiển nhiên cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho đối phương. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ để đánh chết ta đâu. Tô Diệp nhìn Hạ Thiên, trên mặt xuất hiện sự kiêu căng, ta vừa định nói một chuyện, thật ra ta cũng không cần mang theo cả hai người các ngươi đi liên minh tu tiên, ta chỉ cần mang một người đi là đủ rồi. Tô Diệp nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, nói, vị tiên tử Mỹ lệ này, người nguyện ý đi với ta sao? Ta có thể chỉ mang một mình ngươi đi. Ngu ngốc, Hạ Thiên lập tức càng thêm bất mãn, tên ngu ngốc này rõ ràng là muốn cướp bạn gái của hắn mà, chuyện này hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hạ Thiên buông Ninh Nhụy Nhụy ra.
sau đó hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, nhào về phía Tô Diệp. Cái tên tu tiên giả ngu ngốc này không biết từ nơi nào chạy đến, bây giờ lại còn muốn cướp tiểu muội chân dài của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu mới vừa rồi Hạ Thiên chỉ là tùy tiện ra tay, thì bây giờ hắn muốn chơi thật. Nhưng Hạ Thiên rất nhanh phát hiện, cho dù hắn chơi thật thì cũng không thể giết chết Tô Diệp một cách dễ dàng được. Tu vi của Tô Diệp rõ ràng là không thấp, đương nhiên, nếu so sánh với Hạ Thiên thì cũng không tính là cao lắm. Thật ra tu vi của hai người cũng là 1-9-1-10, kỹ xảo chiến đấu của Tô Diệp không tệ, cũng may thân pháp Hạ Thiên tương đối tốt, kỹ xảo chiến đấu cũng xấp xỉ đối phương, cho nên ít nhất bây giờ hắn cũng không có rơi vào thế hạ phong. Bởi vì Hạ Thiên toàn lực công kích cho nên hiện tại Tô Diệp cũng không cách nào bình tĩnh đứng im giống như trước đó, lúc này hắn không thể không bắt đầu phản kích, hai người xem như chân chính bắt đầu chiến đấu. Về phần Ninh Nhụy Nhụy, lúc này nàng đã mang Lam Lam và Bác Lang còn đang ngủ say cách xa chiến trường, sau đó đứng trên lầu quan sát tình hình chiến đấu ở trong sân. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mơ hồ cảm thấy hơi không ổn, bởi vì nàng phát hiện cái người tên Tô Diệp này thật sự rất mạnh, mà nếu như dựa theo lời của Tô Diệp thì nơi này còn có rất nhiều tu tiên giả khác, như vậy sau này thật sự sẽ có phiền toái lớn. Ách, một tiếng đau hừ truyền đến cắt đứt suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy, nàng định thần nhìn về phía sân, sau đó ngẩn người, trận chiến đấu nhìn qua ngang sức ngang tài này kết thúc đơn giản vậy sao? Có điều rốt cuộc là người nào thắng? Tại sao nàng lại không nhìn ra? Nhìn qua thì giống như hai người chỉ đứng yên tại chỗ. Chương 1983. Dùng y thuật. Hạ Thiên và Tô Diệp đứng ở nơi đó, vừa nhìn qua thì rất là bình thường, lấy ánh mắt của tu tiên giả như Ninh Nhụy Nhụy, nàng vẫn nhìn không ra bọn hắn có chỗ nào khác thường, cho nên tới bây giờ nàng cũng chưa biết rốt cuộc là ai thắng. Nhưng tiếng rên vừa rồi hẳn là không phải của Hạ Thiên, dù sao thì nàng vẫn là rất quen thuộc với giọng của tên lưu manh kia. Ngu ngốc, tên đần độn như ngươi mà cũng dám nghĩ tới việc cướp vợ của ta. Lúc này, giọng nói của Hạ Thiên vang lên, mà nghe nói như thế, Ninh Nhụy Nhụy lập tức hiểu rõ, nàng đã đoán đúng, quả nhiên vẫn là Hạ Thiên chiến thắng. Tuy trong lòng nàng có rất nhiều bất mãn đối với Hạ Thiên, nhưng bây giờ cả hai đang đối mặt với người ngoài, cho nên nàng hiển nhiên vẫn nghiêng về phía Hạ Thiên nhiều hơn. Hạ Thiên có thể chiến thắng thì nàng cũng rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn còn có chút chưa hiểu, rốt cuộc Hạ Thiên đã thắng như thế nào. Rõ ràng mới vừa rồi, vừa nhìn qua thì Hạ Thiên cũng không chiếm thượng phong. Ngươi hèn hạ, giọng nói của Tô Diệp vang lên, mặc dù hắn vẫn còn đứng ở đó, nhưng trên mặt lại bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, mà lúc này, Ninh Nhụy Nhụy là người đứng xem cũng nhìn ra Tô Diệp không được bình thường. Ngu ngốc, Hạ Thiên khinh bỉ nhìn Tô Diệp. Ta nói cho ngươi biết, ở Bắc Hồ thì Tô Diệp ta là lợi hại nhất, ta sẽ không thua một tên hèn hạ như ngươi. Tiểu nhân, ách, Tô Diệp hiện lên vẻ mặt không phục, còn đang nói mình lợi hại nhất, có điều hắn còn chưa nói xong thì đã hét thảm một tiếng, Hạ Thiên tung một cước gạt ngã đối phương ngã trên mặt đất. Tô Diệp đã không còn phát ra tiếng động, lập tức hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên, một cước của Hạ Thiên vẫn rất nặng. Này thì muốn cướp vợ của ta. Hạ Thiên vừa lẩm bẩm vừa hung ác đạp Tô Diệp mấy cái. Nè, ngươi đừng đánh chết hắn. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng nhảy xuống từ lầu 2 rồi chạy tới bên cạnh Hạ Thiên, chúng ta còn rất nhiều việc cần hỏi rõ ràng đó. Tiểu muội chân dài à, cô thật sự là quá ngu ngốc, ta là thiên hạ đệ nhất thần y, sao có thể đánh chết hắn chứ? Ta có thể đánh cho hắn chỉ còn thừa lại một hơi rồi lại cứu sống hắn, tiếp đó chậm rãi thẩm vấn hắn. Hạ Thiên bình tĩnh nói, hắn có một sự tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của mình. Mà Ninh Nhụy Nhụy cũng không cách nào phản bác được câu trả lời của Hạ Thiên, dù sao thì y thuật của hắn đúng là rất mạnh mẽ. Nè, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để thắng hắn vậy? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không nhìn được thắc mắc, rõ ràng là ta thấy ngươi không hề chiếm thượng phong, hơn nữa thoạt nhìn thì tu vi của hắn có vẻ còn cao hơn ngươi một chút nha. Tiểu muội chân dài, có phải dạo gần đây cô ăn quá ít khiến cho dáng người kém đi, cũng vì vậy mà chỉ số thông minh bị sụt giảm không? Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy với vẻ mặt rất kỳ quái, chẳng phải ta mới vừa nói cho cô biết sao? Chỉ số thông minh của ngươi mới giảm xuống thì có, ngươi nói lúc nào mà ta không biết hả? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Quả nhiên tiểu muội chân dài đã ngu ngốc hơn rồi, nhưng mà ta thấy ngực của cô vẫn không nhỏ lại nha. Hạ Thiên lắc đầu, ta mới vừa nói cho cô rồi đấy, ta là thiên hạ đệ nhất thần y đánh nhau đương nhiên có thể dùng y thuật, chẳng lẽ cô không biết thứ mà ta lợi hại nhất chính là y thuật sao? Ninh Nhụy Nhụy lập tức cạn lời,
bởi vì nàng phát hiện mình đúng là không có cách nào phản bác được, vừa rồi Hạ Thiên đúng là có nói tới chuyện này, mà rất hiển nhiên, Hạ Thiên đã dùng y thuật dở trò với Tô Diệp. Chẳng trách vừa rồi Tô Diệp còn nói Hạ Thiên hèn hạ, nhưng ngay cả Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy Hạ Thiên vốn dĩ là một thần y, dùng y thuật đối phó người khác cũng coi như là đúng nghề, không tính là hèn hạ gì. Thôi, lười đánh cái tên ngu ngốc này, trực tiếp thẩm vấn hắn đi. Hạ Thiên đá Tô Diệp vài cái rồi không còn hứng thú nữa, hắn lấy một cây ngân châm ra đâm vào trên người Tô Diệp. Hiện tại, hắn cũng không có kiên nhẫn gì, trên cơ bản là dùng ngân châm thôi miên thẩm vấn, như vậy chẳng những hiệu suất cao mà cũng có thể đảm bảo lấy được thông tin càng đáng tin cậy. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra. Hạ Thiên thân là thiên hạ đệ nhất thần y, một châm đâm xuống, không ngờ lại đâm vào khoảng không. Đương nhiên, cái này thật ra cũng không phải là do mắt của Hạ Thiên có vấn đề không thể đâm trúng một vật thể lớn như vậy, mà là Tô Diệp vốn dĩ đang hôn mê trên mặt đất đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào. Chuyện này là thế nào? Sắc mặt của Ninh Nhụy Nhụy chợt thay đổi, trong giọng nói cũng hiện lên một chút bất an. Kỳ quái, tên ngu si này rõ ràng là đã hôn mê, tại sao lại không thấy đâu nữa rồi? Hạ Thiên lẩm bẩm, hắn mới vừa tụ tập công lực dò xét xung quanh, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết của Tô Diệp, mà chuyện này khiến hắn có chút nghĩ không ra, chẳng lẽ là có người cứu Tô Diệp? Chuyện này, có phải là do tu tiên giả khác cứu hắn không? Ninh Nhụy Nhụy nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra suy đoán của mình. Không biết, Hạ Thiên cũng có chút mê mang, nếu như đó là người của liên minh tu tiên tới cứu tên ngu ngốc này đi, vậy tại sao người này lại không tìm chúng ta gây phiền phức chứ? Đúng vậy, nếu đối phương thật sự có thể vô thanh vô thức cứu tên Tô Diệp kia, như vậy người kia hẳn là lợi hại hơn chúng ta mới đúng. Ninh Nhụy Nhụy cũng nghĩ mãi không rõ, theo lý thuyết, nếu đối phương cứu Tô Diệp thì chắc cũng là kẻ địch của bọn hắn. Nhưng nếu người nọ là kẻ địch, lại cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, vậy tại sao lại không chịu xuất hiện chứ? Chẳng lẽ là nàng ấy? Trong đầu Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên xuất hiện một hình bóng phong hoa tuyệt đại, nàng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ người cứu Tô Diệp chính là Triệu Vũ Cơ? Nàng cảm thấy loại khả năng này rất lớn, bởi vì Triệu Vũ Cơ muốn tạo cho Hạ Thiên một chút áp lực, có như vậy thì Hạ Thiên mới chịu chuyên tâm tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Để một kẻ địch như Tô Diệp núp trong bóng tối, đối với Hạ Thiên bây giờ thì đây rõ ràng là một loại áp lực rất lớn. Mà đặc biệt là lúc này, nếu như Hạ Thiên cảm thấy còn có tu tiên giả cường đại hơn nữa đang lẩn trốn ở một nơi bí mật gần đó, chỉ sợ áp lực sẽ càng lớn, như vậy thì rất có khả năng Hạ Thiên sẽ tập trung tu luyện cho thật tốt. Chương 1984. Biến cố. Tiểu muội chân dài, cô không cần để ý mấy chuyện này, mặc kệ là tên ngu ngốc nào ở phía sau quấy rối, dù sao thì hắn cũng sẽ sợ ta. Hạ Thiên lười biếng nói, chúng ta có thể tiếp tục đi ngủ, không cần để ý đến hắn. Ninh Nhụy Nhụy thầm nói, gia hỏa này có biết là bản thân rất có thể đang mắng Triệu Vũ Cơ là đồ ngốc không? Nè, người ta chưa chắc là sợ người đâu, có thể là vì nguyên nhân gì đó. Tóm lại là chúng ta cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, cái nghịch thiên đệ bát châm gì đó của ngươi, rốt cuộc thì làm thế nào mới luyện giỏi được? Ngươi nỗ lực một chút đi chứ. Hiện giờ, Ninh Nhụy Nhụy gần như nhận định Tô Diệp là được Triệu Vũ Cơ âm thầm cứu đi, nàng cảm thấy mình phải phối hợp với nàng ấy một chút, cho nên bắt đầu thúc giục Hạ Thiên tu luyện. Tiểu muội chân dài, bây giờ ta không biết nên tu luyện đệ bát châm như thế nào đây, hơn nữa muốn tu luyện đệ bát châm thì ít nhất phải sử dụng được 7 châm trước đó, mà công lực bây giờ của ta lại không đủ. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng mà cô nói đúng. Ta nên luyện công cho tốt, cho nên, tiểu muội chân dài, bây giờ chúng ta đi luyện công. Hạ Thiên vừa nói vừa vòng tay ôm eo nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy, sau đó tiếp tục nói, tiểu muội chân dài, bây giờ cũng chỉ có cô mới có thể giúp ta nhanh chóng luyện công thôi. Nghĩ hay quá ha, còn lâu ta mới giúp ngươi. Ninh Nhụy Nhụy đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, luyện công mà tên lưu manh này nói chính là làm loại chuyện kia với hắn, còn lâu nàng mới để cho hắn cứ như vậy mà đắc thủ đâu. Tiểu muội chân dài, cô vừa mới nói ta cố gắng một chút. Hạ Thiên có chút khó hiểu, tại sao bây giờ cô lại đổi ý rồi. Cô như vậy là sẽ bị đòn nha. Ta chỉ nói người cố gắng đi tìm biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, chờ khi nào ngươi hiểu rõ làm thế nào tu luyện đệ bát châm rồi nói sau. À, tiểu muội chân dài, ý của cô là chờ khi nào ta hiểu rõ tu luyện đệ bát châm như thế nào thì cô sẽ giúp ta luyện công sao? Hạ Thiên chớp chớp mắt.
vẻ mặt hiện lên sự chờ mong. Sắc lang chết tiệt, ngươi không thể đừng cứ mãi nhớ thương chuyện này sao? Ninh Nhụy Nhụy hơi xấu hổ, tiếp đó khẽ cắn môi, đúng vậy, chờ khi nào ngươi tìm được biện pháp, đến lúc đó ngươi muốn thế nào cũng được. Chuyện này Ninh Nhụy Nhụy cũng dứt khoát hạ quyết tâm, bởi vì nàng cảm thấy thật sự cần phải cho Hạ Thiên thêm một ít động lực nữa, nếu không lỡ như những cao thủ bên Liên Minh Tu Tiên tới nơi này ngày càng nhiều, Triệu Vũ Cơ cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Nàng nhớ rất kỹ những lời mà Triệu Vũ Cơ đã nói, những tên cường địch chân chính vẫn yêu cầu Hạ Thiên tự mình ra tay mới có thể đối phó được. Mặc dù bây giờ Triệu Vũ Cơ còn mạnh hơn cả Hạ Thiên, nhưng không hề nghi ngờ, các nàng cần một Hạ Thiên mạnh mẽ hơn nữa. Mà muốn để Hạ Thiên càng thêm mạnh mẽ thì phải để hắn học được nghịch thiên đệ bát châm. Xem ra ta thật sự cần phải nhanh lên, muội muội chân dài cũng nói chờ khi nào ta học được đệ bát châm thì sẽ tiết lộ cách cởi quần áo của nàng. Hạ Thiên lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy khát khao. Nhìn thần sắc của Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy lập tức biết ngay tên sắc lang chết tiệt này lại đang nghĩ về cái người dạ ngọc mị kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, vì vậy lập tức tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên, quay người đi vào phòng. A, à, tại sao tiểu muội chân dài lại chạy rồi? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu, nhưng lúc này hắn đúng là đang nghĩ đến dạ ngọc mị, cho nên hắn cũng không quá để tâm tới việc Ninh Nhụy Nhụy rời đi. Không phải sao, thậm chí Ninh Nhụy Nhụy biến mất một giây sau mà hắn cũng không nhận ra. Ninh Nhụy Nhụy mới vừa đi vào trong phòng thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó nàng thấy được một vị tuyệt đại giai nhân có thể nói là rất quen thuộc, Triệu Vũ Cơ. Vũ Cơ tỷ, người thật sự đã cứu tên Tô Diệp kia sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi thắc mắc. Ta vừa mới biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Diệp không phải do ta cứu. Vẻ mặt của Triệu Vũ Cơ cũng hơi ngưng trọng, ta biết ngươi sẽ cảm thấy là do ta làm, cho nên ta mới mang ngươi tới đây. À, nếu như vậy, chẳng lẽ thật là người bên Liên Minh Tu Tiên kia cứu Tô Diệp sao? Trong nháy mắt, Ninh Nhụy Nhụy biến sắc, chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được gì, vậy người này chẳng phải là lợi hại giống như Vũ Cơ tỷ sao? Người đó không nhất định mạnh hơn ta, nhưng đúng là cũng rất cường đại. Sở dĩ sau khi người nọ cứu người lập tức rời đi, đó là bởi vì hắn cảm nhận được sự tồn tại của ta. Triệu Vũ Cơ chậm rãi nói, trước mắt thì ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ tiếp tục truy tìm bọn hắn, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Dừng một chút, Triệu Vũ Cơ lại nói, ta đưa ngươi trở về trước. Không cho Ninh Nhụy Nhụy cơ hội nói chuyện, một giây sau, Ninh Nhụy Nhụy lại trở về biệt thự của Lam Lam, mà Hạ Thiên từ đầu đến cuối chưa hề phát hiện Ninh Nhụy Nhụy đã rời khỏi. Đương nhiên, chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thì nàng cũng mới chỉ rời đi trong chốc lát. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tô Diệp tỉnh lại. Chương 1985, một người sống trên 1000 năm. Tên hèn hạ nhà ngươi, Tô Diệp há mồm mắng, sau đó đột nhiên dùng mình một cái, không dám nói một chữ nào, mà hắn cũng lập tức phát hiện, mình đã không ở trong sân, người đối diện cũng không phải Hạ Thiên, mà là một người khác. Cả người đối phương đều bao phủ ở trong lớp áo choàng đen, thậm chí không phân biệt được nam hay nữ, cũng không thấy rõ, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này nhìn không có vẻ tức giận, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch, càng làm người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh như băng, cứ việc người mặc áo choàng đen kia cũng chỉ đứng ở nơi đó, nhưng lại mang cho Tô Diệp áp lực rất lớn. Vào lúc này, Tô Diệp, người mà lúc nào cũng tự xưng mình lợi hại nhất Bắc Hồ cũng không dám hó hé nói mình lợi hại nữa. Bởi vì hắn hoài nghi bản thân sẽ bị đánh chết. Đúng là hắn thích làm màu, nhưng không có nghĩa hắn là đồ ngu, hắn cũng không ngốc, hắn biết lúc nào nên khoác lác, cũng biết lúc nào nên ngậm miệng lại. Chỉ là, một lát sau, Tô Diệp phát hiện bản thân vẫn không thể ngậm miệng, bởi vì người mặc áo choàng đen kia vẫn luôn không nói gì, cứ mãi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức trong lòng hắn hoảng hốt. Chuyện đó, cảm ơn ân cứu mạng, ta là Tô Diệp của Bắc Hồ Sơn Trang. Xin hỏi ngài là vị tiền bối cao nhân nào? Tô Diệp rốt cuộc lên tiếng, không chỉ giọng điệu rất khách khí mà còn đứng dậy cung kính hành lễ. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến từ Liên Minh Tu Tiên là được. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cái này làm Tô Diệp có thể phân biệt đối phương là nam hay nữ, mà giọng nói này hiển nhiên là của nam nhân. Nam nhân áo choàng đen nhìn Tô Diệp, giọng nói lạnh lùng kia tiếp tục vang lên, ta biết ngươi là ai. Bởi vì hành động của tất cả mọi người trong thế giới này đều bị ta giám thị. Tiền bối, ý của ngài là, hành động của chúng ta ở thế giới này đều có thể thông báo cho ngài sao? Tô Diệp lập tức có chút hưng phấn, tiền bối, ta vừa vặn có chuyện muốn hồi báo cho ngài, ta đã phát hiện tu tiên giả trong thế giới này.
Chuyện này ngươi không cần nói, ta đã biết, ta nói rồi, tất cả hành động của các ngươi đều bị ta giám thị, một khi ngươi phát hiện tu tiên giả thì ta cũng sẽ phát hiện. Âm thanh của nam nhân áo choàng đen vẫn lạnh nhạt, nếu như một trong các ngươi có ai cố ý giấu giếm không báo thì ta cũng sẽ biết rõ ràng, nếu không phải ta vẫn luôn giám thị hết tất cả thì ngươi cho rằng vì sao ta có thể cứu ngươi. Tiền bối, tại sao ngài không mang hai người đó tới đây? Hay là ngài muốn tiếp tục bí mật quan sát bọn hắn? Tô Diệp không khỏi thắc mắc. Việc này không đơn giản như ngươi nghĩ. Nam nhân lạnh lùng nhìn Tô Diệp, ta suýt nữa không có cách nào cứu ngươi, trong thế giới này còn có tu tiên giả cường đại, thậm chí có thể còn mạnh hơn ta. Hả, Tô Diệp lộ vẻ mặt khó có thể tin, tiền bối, vậy tiếp theo ta nên làm gì đây? Ta cần ngươi đi làm một việc. Nam nhân nhìn Tô Diệp, ngươi là người đầu tiên tìm được tu tiên giả trong thế giới này. Ta tin tưởng năng lực ngươi không tệ, cho nên ta có một nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho ngươi. Tiền bối cứ nói, đó là nhiệm vụ gì? Ta nhất định sẽ hoàn thành. Tô Diệp thề thốt đảm bảo đủ điều. Ta muốn ngươi đi tìm một người. Nam nhân áo choàng đen chậm rãi nói, một người đã sống trên nghìn năm trong thế giới này. Tô Diệp nhất thời hơi mờ mịt, thế giới không đủ linh khí này lại có người có thể sống trên nghìn năm. Tiền bối có gì dặn dò ta không? Tô Diệp không khỏi hỏi. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi một chút manh mối, nhưng manh mối ta biết cũng không nhiều, tóm lại, ngươi cứ từ từ đi tìm. Nam nhân đột nhiên ném ra một món đồ, đây là tất cả manh mối, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, nếu như xem không hiểu thì cũng đừng tới hỏi ta, bởi vì ta cũng xem không hiểu. Vâng, tiền bối, Tô Diệp vội vàng nói tiếp, tiền bối ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được người đó. Tốt, ta đưa ngươi rời khỏi đây trước, ta sẽ để ngươi rời xa chỗ mới vừa gặp nạn. Dứt lời, Tô Diệp phát hiện nam nhân áo đen đã biến mất. Đợi lúc hắn ý thức được thì bản thân đã biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi rất rất xa. Nghiên cứu manh mối một chút trước đi, Tô Diệp lập tức quyết định. Bên này Tô Diệp còn đang nghiên cứu làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Liên minh Tu Tiên giao cho, mà bên Hạ Thiên, hắn còn đang ở chỗ này hoài niệm vợ chân dài của mình, hoài niệm đến mức ngủ không yên. Không biết khi nào muội muội chân dài sẽ đến thăm ta đây. Hạ Thiên tự lẩm bẩm, sau đó hắn nghe được bên cạnh truyền đến động tĩnh, sau đó nhìn thấy một đôi chân dài. Trong nháy mắt, Hạ Thiên suýt nữa cho là vợ chân dài đến gặp mình, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, đôi chân này cũng không thuộc về vợ chân dài, mà là thuộc về vợ nhỏ chân dài. Tiểu muội chân dài, cô cũng ngủ không được sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, cười hi hi nói, ta có một biện pháp, có thể để hai chúng ta ngủ một giấc thật ngon. Ngươi cho rằng ta không biết cái phương pháp mà ngươi nói là gì sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ dỗi một tiếng, tới bây giờ mà tên sắc lang này vẫn còn đang nghĩ tới loại chuyện kia. Hơn nữa nàng cũng không tin biện pháp đó có thể làm hai người ngủ một giấc thật ngon, đến lúc đó, chỉ sợ là cả đêm thức trắng. Cho dù nàng không có kinh nghiệm thì cũng có thể đoán được. Chương 1986, cái chết của bác lang. Tiểu muội chân dài, ta nói với cô. Trước đó muội muội chân dài cũng không thích như vậy, sau đó nàng ấy đặc biệt thích. Hạ Thiên nghiêm trang nói, loại chuyện này thật sự chơi rất vui. Cút, Ninh Nhụy Nhụy không thể nhịn được nữa, nàng đứng dậy nói, đi mà tìm muội muội chân dài của ngươi chơi đi. Nhìn Ninh Nhụy Nhụy lần nữa biến mất, Hạ Thiên nói thầm trong lòng, hắn cũng muốn tìm muội muội chân dài chơi, nhưng không phải là không tìm thấy sao. May mắn hắn chỉ nói trong lòng, không có nói ra ngoài miệng. Nếu không thì Ninh Nhụy Nhụy nghe thấy sẽ càng tức giận đến muốn đánh chết Hạ Thiên. Vốn dĩ Ninh Nhụy Nhụy còn muốn thảo luận với Hạ Thiên xem ai đã cứu Tô Diệp, muốn hắn phòng bị nhiều hơn một chút, nhưng sau khi bị Hạ Thiên làm cho tức chết, nàng quyết định từ bỏ. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy mình cũng không cần phải lo lắng như vậy, vẫn còn có Triệu Vũ Cơ mà, nếu có nguy hiểm gì thì nàng ấy nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như Triệu Vũ Cơ cũng không giải quyết được, vậy hiện giờ nàng cũng không thể làm được gì. Còn về việc để cho Hạ Thiên trở nên mạnh mẽ hơn, nàng cảm thấy cho dù là Triệu Vũ Cơ cũng chưa chắc có biện pháp gì. Nàng không thể để cho Hạ Thiên lập tức trở nên mạnh mẽ, cho nên cũng không cần nóng nảy, vẫn là để từ từ thôi. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy vẫn không ngủ ngon được, không riêng là vì trong lòng có tâm sự mà còn bởi vì động tĩnh tối nay trong thôn tương đối lớn. Chiếc máy bay kia và những người bên trong đều bị mang đi, đến sáng sớm thì toàn thôn mới xem như khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh cứ như là máy bay chưa bao giờ xuất hiện ở đây, bởi vì nó không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả rác rưởi rơi ra từ máy bay cũng bị mang đi. Nói đến đây, Đồng Khiếu cũng bị mang đi,
nghe nói là thuận tiện mang vào bệnh viện, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì bây giờ cũng không có bao nhiêu người quan tâm hắn. Mà toàn bộ tổ chức tình nguyện thì hình như cũng dần khôi phục bình thường, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn sẽ bắt đầu chân chính dạy học. Cái gọi là dạy học chính là để trẻ con trong thôn đều đi đến trường học, sau đó giảng giải cho bọn hắn nghe một vài bài học tương đối thú vị. Nói đến cùng chính là muốn gia tăng kiến thức cho bọn hắn, để cho bọn hắn càng hiểu rõ thế giới bên ngoài, hiểu rõ những đứa trẻ bên ngoài đang học cái gì, thậm chí chơi cái gì. Lam Lam cũng tới trường học, Ninh Nhụy Nhụy mang nàng tới, bởi vì tất cả mọi người đều sợ chó săn nên nàng không mang nó theo. Dựa theo lời của Lam Lam, bác Lang biết nàng đi theo Ninh Nhụy Nhụy sẽ rất an toàn nên cũng không cần theo, hơn nữa, bác Lang quyết định ra ngoài tìm đồ ăn ngon cho nàng. Dạy học ngày thứ nhất rất thành công. Vương Siêu, Búp Bê và những người trong tổ chức tình nguyện đều lấy ra tất cả vốn liếng của bản thân kể cho những đứa bé trong thôn nghe về những chuyện thú vị, thậm chí còn hướng dẫn bọn chúng chơi một số trò chơi. Sau đó, Ninh Nhụy Nhụy cũng ra tay, đương nhiên là phát huy sở trường thể dục của nàng, dạy bọn trẻ về thể thao, chơi bóng và các loại hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe. Chỉ có Hạ Thiên ở bên cạnh nhàn rỗi không có gì làm, ngồi đó dội nước lã mọi người. Dạy chúng chơi đùa làm gì? Còn không bằng mua cái điện thoại, để cho bọn chúng chậm rãi tự chơi. Tiểu muội chân dài, cô không cần dạy bọn chúng chơi bóng đâu, mua cho bọn chúng một quả cầu là được rồi. Loại chuyện như thể thao không thể dạy trong một sớm một chiều được, còn không bằng cho bọn chúng xem video dạy học. Đúng rồi, Tiểu Yêu Tinh đã nói với ta, có thể cho bọn chúng tự học trên điện thoại di động. Một đám người hơi cạn lời, nhưng bây giờ mọi người đều biết Hạ Thiên lợi hại, đặc biệt là y thuật rất thần kỳ. Cho nên cũng không ai nói gì, chỉ có Ninh Nhụy Nhụy thỉnh thoảng bắt Hạ Thiên ngậm miệng, đáng tiếc Hạ Thiên không nghe, Ninh Nhụy Nhụy cũng không có cách nào. Đặc biệt là có đôi khi Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy ý kiến của gia hỏa này cũng không tệ lắm. Nhưng nàng cũng hiểu rõ một chuyện, phương pháp của Hạ Thiên không có tính chất phổ biến, nếu như mỗi giáo viên đều làm theo lời của hắn, như vậy sẽ rất hao phí tài chính. Mặc dù nàng có tiền, nhưng nàng không thể yêu cầu những người khác cũng làm như vậy. Lỡ như sau này tất cả tổ chức tình nguyện đều bị bắt phải dựa theo tiêu chuẩn này, vậy chỉ sợ là sẽ không có người nào tham gia làm tình nguyện viên nữa. Cũng may, mặc dù Hạ Thiên ở đó ồn ào bậy bạ, nhưng hắn cũng không ngăn cản người khác làm gì, cho nên dạy học ngày thứ nhất đã kết thúc thuận lợi. Bọn trẻ đi về nhà mình, những người trong tổ chức tình nguyện thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy thì dẫn Lam Lam trở về biệt thự nhà nàng. Lam Lam hơi hưng phấn. Mong mỏi bác Lang cả ngày không gặp sẽ mang món gì ngon cho nàng, nàng nhảy nhót chạy ở phía trước, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ. Bác Lang, khi chạy vào trong sân, Lam Lam lập tức kêu to, nhưng con chó săn lại không xuất hiện. Bác Lang, người đi đâu rồi? Lam Lam lại hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy tỷ, thật kỳ lạ, tại sao bác Lang còn chưa trở về chứ? Đã một ngày rồi, đúng ra hắn đã sớm trở về mới đúng. Ninh Nhụy Nhụy không nói gì, bởi vì thật ra nàng đã nhìn thấy con chó săn kia, nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào với Lam Lam. Bởi vì, nó đã chết. Chương 1987. Sẽ không còn ai đối tốt với ta như vậy nữa. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy không cẩn thận xem xét, nhưng nàng đã nhìn ra được, con chó săn kia đã chết đến mức không thể chết nữa, hơn nữa, nhìn qua thì đã chết được một khoảng thời gian. Ngay lúc Ninh Nhụy Nhụy đang suy nghĩ phải nói cho Lam Lam rằng bác Lang của nàng đã chết thì Lam Lam đã tự nhìn thấy chó săn đang nằm trên mặt đất. Bác Lang ngươi làm sao vậy? Lam Lam bổ nhào vào trên người chó săn, một tay ôm lấy chó săn, bắt đầu lắc nó. Bác Lang ngươi đừng dọa ta mà, ngươi bị sao vậy? Ngươi tỉnh dậy đi mà. Lam Lam, Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được mở miệng. Nhụy Nhụy tỷ, hình như bác Lang bị bệnh. Lam Lam ngẩng đầu nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Bộ dáng muốn khóc ngươi, ngươi có nói hắn xem bệnh giúp ta được không, y thuật hắn lợi hại như vậy. Lam Lam vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù tuổi tác của Lam Lam nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện, bây giờ nàng biết Hạ Thiên là một thần y rất lợi hại, cho nên nàng lập tức cầu cứu Ninh Nhụy Nhụy. Mà sở dĩ nàng không trực tiếp cầu cứu với Hạ Thiên, hiển nhiên là lo rằng Hạ Thiên không đồng ý, mà nàng biết, Ninh Nhụy Nhụy mở miệng, Hạ Thiên sẽ đồng ý. Không phải bị bệnh. Nó đã chết, ai cũng không cứu sống được. Hạ Thiên mở miệng nói, tất nhiên hắn nói chuyện sẽ rất thẳng thắn, không cố kỵ giống như Ninh Nhụy Nhụy. Không, không thể nào, bác Lang không thể chết được. Lam Lam không tin, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi giúp ta một chút. Lam Lam,
bác lang của ngươi, nó thật sự. Ninh Nhụy Nhụy đau lòng nói với Lam Lam. Không, bác lang không sao đâu, bác lang chỉ bị bệnh thôi. Lam Lam nói với Ninh Nhụy Nhụy, sau đó gồng sức bế con chó săn lên. Chó săn rất lớn, còn rất nặng, đối với cô bé như Lam Lam thì thật ra muốn ôm đi sẽ rất chật vật, nhưng lúc này, Lam Lam dường như bộc phát ra tất cả tiềm lực của nàng, quả thực là ôm chó săn đi ra khỏi sân. Bác lang, ngươi đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bác sĩ nhất định sẽ cứu sống ngươi. Lam Lam vừa gồng sức đi tới phía trước vừa khóc nức nở nói. Đi tới, không biết dưới chân Lam Lam vấp phải cái gì mà ngã nhào xuống đất, chó săn rơi ra khỏi tay nàng, mà bây giờ, bởi vì vừa rồi nàng đã dùng hết sức lực nên không thể tiếp tục ôm lên được nữa. Qua, Lam Lam ngồi dưới đất, gào khóc. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng thở dài, đi đến bên cạnh Lam Lam, không nói chuyện, chỉ ngồi xuống trên mặt đất với nàng. Tiếng khóc của Lam Lam rất lớn, trong thôn bắt đầu có người nghe được, sau đó dần dần có người vây quanh. Con chó kia thế nào rồi? Hình như đã chết. Cuối cùng cũng chết rồi sao? Con chó đó hung lắm. Không những con chó hung, nhà đầu kia càng hung hơn, người ỷ thế chó, xem sau này nàng còn có thể hung giữ được không? Không có con chó đó, ta xem nàng sống thế nào. Tiếng nghị luận từ xa truyền đến, âm thanh không lớn, trên cơ bản Lam Lam không thể nghe được, nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại có thể nghe rất rõ, rõ ràng, ở trong thôn này Lam Lam không được hoan nghênh, mà như trước đó ông trưởng thôn đã nói, thật ra Lam Lam không an toàn. Những năm gần đây, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm vào nhà của nàng, mà bây giờ, chó săn đã chết, có lẽ sẽ có càng nhiều người muốn ra tay. Người thảo luận dần rời đi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm, mà tiếng khóc của Lam Lam, cuối cùng cũng từ từ ngừng lại. Nhụy Nhụy tỷ, bác lang thật sự đã chết rồi. Lam Lam nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trên mặt toàn là nước mắt, sẽ không còn ai đối xử tốt với ta như bác lang nữa. Ninh Nhụy Nhụy không nói gì, nàng cũng không nói là còn có nàng hoặc nàng sẽ chiếu cố Lam Lam các loại. Không phải nàng không quan tâm Lam Lam, nhưng thật ra nàng biết Lam Lam nói không sai. Có lẽ thật sự không có ai có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Lam Lam như con chó săn này. Ít nhất, nàng làm không được, mặc dù nàng cũng quan tâm Lam Lam, thế nhưng chẳng qua là xuất phát từ một loại thương cảm, so với con chó săn này, còn có ông trưởng thôn yêu mến Lam Lam, thật ra không giống nhau. Lam Lam, sao vậy? Lúc này, một giọng nói ôn hòa truyền đến, ngay sau đó, một ông lão đi tới bên này, không ai khác, chính là ông trưởng thôn kia. Ông trưởng thôn, bác lang chết rồi, hu hu, Lam Lam nhìn không được lại tiếp tục khóc. Lam Lam, đừng khóc, thật ra có thể là bác lang của ngươi tuổi tác đã cao, giống như ta này, người có tuổi cao sẽ chết, chó già cũng sẽ chết. Thôn trưởng dùng chất giọng ôn hòa an ủi Lam Lam, ngươi không nên không bỏ được như vậy, ta giúp ngươi tìm nơi tốt, an táng cho bác lang của ngươi thật tốt. Ông trưởng thôn, cơ thể của bác lang còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại chết chứ? Lam Lam vẫn không chịu tiếp nhận sự thật này. Lam Lam, một tuổi của chó tương đương với rất nhiều tuổi của người, bác lang của ngươi đã 10 tuổi rồi, xem như đã rất lớn tuổi, thật ra nó cũng tương đương với ta, ngươi nhìn ta xem, cũng sắp phải chết. Cho nên lúc này, bác lang của ngươi chết cũng không kỳ lạ, ngươi đừng quá đau lòng khổ sở. Trưởng thôn rất kiên nhẫn giảng giải cho Lam Lam. Chương 1988, hy sinh thầm lặng. Nhụy Nhụy tỷ, ngươi nói, thật sự bác lang chết là do giả sao? Lam Lam nhìn Ninh Nhụy Nhụy, rõ ràng nàng vẫn khó mà tiếp thu lời giải thích như vậy. Đương nhiên, lúc này, giọng nói của Hạ Thiên vang lên, nhưng hắn không thể nói hết lời, bởi vì đúng lúc này, một đôi tay ngọc trắng mềm, bưng kín miệng của hắn. Đừng nói chuyện, Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên, sau đó mới lấy tay ra, thế là, Hạ Thiên không nói cái gì nữa. Lam Lam, ta không biết bác lang của ngươi có chết do giả hay không, nhưng Hạ Thiên cũng nói vậy, nên chắc là không sai đâu. Chúng ta vẫn nên nghe ngài trưởng thôn của ngươi, nhanh chóng an táng cho bác lang của ngươi đi, nếu không thì, nó ở bên ngoài như vậy sẽ không phải chuyện tốt. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng nói. Được, tốt, ta không muốn chôn bác lang ở nơi khác, ta muốn chôn nó ở nhà ta. Lam Lam lau nước mắt, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi nói ta có thể chôn bác lang trong sân nhà của ta được không? Được, ngươi muốn như thế nào cũng được. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, chúng ta sẽ giúp ngươi. Không. Ta muốn một mình an táng cho bác lang thật tốt. Lam Lam lắc đầu, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi giúp ta một chút, giúp ta khiêng bác lang vào trong sân được không? Tất nhiên Ninh Nhụy Nhụy lập tức đáp ứng,
sau đó, nàng và Lam Lam cùng nhau mang con chó săn vào trong sân, sau đó, Lam Lam bắt đầu một mình đào hố trong sân. Loại chuyện đào hố này, đối với Hạ Thiên thì rất dễ dàng, Ninh Nhụy Nhụy cũng không khó, nhưng đối với một cô bé 10 tuổi bình thường như Lam Lam thì không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì Lam Lam kiên trì muốn tự mình đào, Ninh Nhụy Nhụy không đi quấy rầy nàng, nàng lôi Hạ Thiên ra ngoài sân, hiển nhiên sợ hắn nói lung tung. Tiểu muội chân dài, rõ ràng con chó kia bị độc chết, tại sao cô phải nói là do chết giả chứ? Lúc này, Hạ Thiên buồn bực hỏi Ninh Nhụy Nhụy, có phải cô ở lâu với tiểu lừa gạt Thuần Thuần kia nên cũng biến thành người thích gạt rồi không? Chính ngươi mới là một đại lừa gạt. Ninh Nhụy Nhụy trừng Hạ Thiên, ngươi đừng quan tâm tới chuyện vì sao chó săn chết, tóm lại ngươi đừng có nói lung tung là được. Bởi vì, hẳn là Ninh tiểu thư đã nhìn ra, thật ra con chó là do ta hạ độc chết. Một giọng nói truyền tới từ phía bên cạnh, bây giờ bọn hắn ở bên ngoài sân, cách Lam Lam khá xa, cho nên không cần lo lắng Lam Lam có thể nghe được đoạn bọn hắn nói chuyện. Nếu như Lam Lam thật sự có thể nghe được, e rằng lúc này cũng sẽ không liều mạng tự mình đào hố. Nói chuyện không phải ai khác, chính là ông trưởng thôn kia. Ninh tiểu thư, thật ra, ta muốn nói thật với Lam Lam, nhưng ta không muốn để cho nàng càng thêm đau lòng. Trưởng thôn lại mở miệng nói, ta đã nói với ngươi, một con chó săn sẽ không bảo vệ được Lam Lam, ngươi xem, ta là lão đầu tử sắp chết, cũng có thể hạ độc chết chó săn, ta không biết nên giúp Lam Lam thế nào, đây là chuyện cuối cùng có ta thể làm. Trưởng thôn, ngươi yên tâm, ta sẽ cho người an bài Lam Lam thật tốt. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng thở dài, thật ra nàng vừa mới đoán, ngược lại không ngờ trưởng thôn lại dứt khoát thừa nhận như vậy, mà nàng cũng không cần hỏi đã biết vì sao trưởng thôn làm như vậy. Lam Lam không có cách nào mang theo chó săn đi vào trong thành thị mà sinh hoạt, mà Lam Lam cần phải rời khỏi thôn, chó săn vừa chết, như vậy, tất cả chướng ngại đều tiêu trừ. Thật ra, không phải là không có biện pháp khác giải quyết vấn đề này, nhưng đối với vị này lão trưởng thôn này thì đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Vậy ta an tâm rồi, trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, hắn lập tức xoay người đi đến một nơi khác. Hắn cũng muốn chết, lúc này. Hạ Thiên nói một câu. Cái gì? Ninh Nhụy Nhụy khẽ giật mình. Hắn cũng đã uống thuốc độc, nhưng vẫn còn có thể sống mấy giờ. Hạ Thiên giải thích. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn ngơ, vốn nàng vô ý thức muốn Hạ Thiên đi cứu người, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến, nếu trưởng thôn đã muốn tự sát thì Hạ Thiên có cứu cũng vô dụng. Hơn nữa, trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, ông trưởng thôn này, vốn đã sắp phải chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy có loại cảm giác hoảng hốt, ông trưởng thôn này, vì Lam Lam mà đã làm tất cả những chuyện hắn có thể làm, bao gồm cả trả giá bằng tính mạng của hắn, nhưng, người chân chính biết những chuyện này, có lẽ cũng chỉ có nàng. Cùng lúc đó, Y Tiểu Âm ở cách đó mấy ngàn dặm, phát hiện chỗ ở của mình có khách không mời mà đến, nhưng lần này, nàng không quá khẩn trương, bởi vì người này chính là Triệu Vũ Cơ lần trước nàng đã gặp. Lại có chuyện gì sao? Giọng nói của Y Tiểu Âm hơi lạnh nhạt, nhưng trong đó cũng có chút cảm giác bất lực, nàng biết. Triệu Vũ Cơ xuất hiện ở đây thì chỉ có một cái khả năng, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện một vài biến cố, ít nhất hơn 10 tu tiên giả đi tới thế giới này, khả năng tấn công của bọn hắn rất mạnh, hơn nữa, còn có cao thủ rất mạnh, bởi vì một số nguyên nhân nên tạm thời ta không thể giết bọn hắn. Triệu Vũ Cơ nói nhanh, nhưng ta không thể tùy ý để Hạ Thiên tiếp tục chậm rãi tìm kiếm cơ duyên ở đó, chúng ta cần nghĩ biện pháp, tăng tốc độ tu luyện nghịch thiên bát châm. Ngươi có biện pháp gì không? Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, lập tức bổ sung, nếu như biện pháp tu luyện là ta phải phối hợp với hắn thì không cần nói, ta sẽ không đồng ý. Chương 1989, biện pháp. Triệu Vũ Cơ nhìn Y Tiểu Âm, ánh mắt đột nhiên có chút lạnh, mà trên người nàng cũng bắt đầu tản ra một cỗ khí tức kỳ dị, trong nháy mắt làm cho Y Tiểu Âm cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Triệu Vũ Cơ, nếu ngươi muốn ép buộc ta làm loại chuyện này thì ta không thể đồng ý. Y Tiểu Âm hít sâu một hơi. Áp lực này làm cho nàng rất không thoải mái, càng cảm thấy không ổn. Y Tiểu Âm, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi thật đúng là coi trọng mình. Triệu Vũ Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn vào gương, rồi nhìn ta xem, ngươi cảm thấy dáng người của ngươi đẹp hơn ta hay khuôn mặt xinh hơn ta hả? Ngươi thật sự cảm thấy mình quan trọng đến như vậy sao? Ngươi cho rằng cái gọi là tu luyện thì nhất định phải phối hợp với ngươi mới được à? Sức mạnh của chồng ta bị chúng ta làm cho suy yếu. Nhưng chúng ta muốn khôi phục lại công lực của hắn thì cũng là một chuyện có thể làm được bất cứ lúc nào. Triệu Vũ Cơ, ta chưa bao giờ cảm thấy mình rất quan trọng, ta chỉ luôn làm chuyện mình muốn làm thôi.
Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, cũng không vì vậy mà tức giận, nếu như không phải lúc nào hắn cũng nghĩ đến chuyện đó, ta và hắn cũng chưa chắc không thể yên bình ở chung. Ngươi có thể tự biết là tốt rồi, nữ nhân chồng ta thích nhất cho tới bây giờ đều không phải chỉ có ngươi, đừng cảm thấy mình thật sự quan trọng như vậy. Triệu Vũ Cơ lạnh lùng nói, trong những người chúng ta, người có ý kiến với ngươi cũng không phải là một hai người, cho nên ngươi cũng đừng suốt ngày giả vờ thanh cao như vậy, nói khó nghe một chút, cho dù bây giờ ta giết ngươi, cho dù chồng ta biết, hắn cũng sẽ không làm gì ta, vẫn sẽ thương ta. Triệu Vũ Cơ, nếu như người thật sự muốn giết ta, cũng không cần nói với ta nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh, cho nên, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi, ngươi muốn ta làm gì? Đối với chúng ta thì giá trị lớn nhất của ngươi là thần y thuật chỉ đứng sau chồng ta, mà ngươi và chồng ta không giống nhau, ngươi giỏi giao tiếp với người bình thường, ngươi ở trong thế giới của người bình thường cũng rất có uy tín. Khí tức trên người Triệu Vũ Cơ tản đi, giọng điệu cũng không lạnh như vậy, bây giờ thế cục nghiêm trọng hơn so với lúc trước chúng ta dự đoán, ngươi nhất định phải mau chóng giúp hắn tìm được biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Dừng lại một chút, Triệu Vũ Cơ tiếp tục nói, lúc trước chúng ta cảm thấy, để chồng đi lại ở thế tục, giống như trước kia, tùy duyên là được rồi, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, nhất định phải chủ động xuất kích. Việc này ta cũng cảm thấy chủ động xuất kích sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ ngươi có đề nghị gì tốt một chút không? Y Tiểu Âm khẽ nhíu mày, gần đây ta cũng đang nghiên cứu các loại tư liệu, kể cả những thứ các ngươi tìm được ở bên kia, nhưng cho đến bây giờ ta vẫn không tìm thấy thứ gì thực sự hữu dụng. Bây giờ chúng ta làm ra một giả thuyết, Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một lát, giả sử chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm ở thế giới này, nói cách khác, giả sử chúng ta biết ở một góc nào đó của thế giới này, tồn tại một quyển sách như vậy, hoặc là một ghi chép, từ đó, có thể biết nên tu luyện nghịch thiên đệ bát châm như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta có cách tìm ra không? Nhất định là vẫn có cách, với nhân lực và tài lực của chúng ta, cho dù là lật khắp mỗi một tấc góc của thế giới, cũng có thể làm được. Y Tiểu Âm trả lời. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể cho người khác biết chúng ta đang tìm biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm, thậm chí không thể để cho những người khác biết sự tồn tại của nghịch thiên đệ bát châm. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Vũ Cơ hơi ngưng trọng, vậy chúng ta phải dùng biện pháp gì mới có thể tìm được phương pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm một cách nhanh nhất? Y Tiểu Âm hơi trầm ngâm, gần 3 phút sau, nàng mới lại mở miệng nói, biện pháp cũng có một, nhưng cần Hạ Thiên phối hợp. Biện pháp gì? Triệu Vũ Cơ hỏi. Thật ra nói cũng không khó, chính là ta có thể thông qua chuỗi bệnh viện y nhân các thu thập hồ sơ y học cổ truyền trên toàn thế giới, trên danh nghĩa có thể nói để chấn hưng y học cổ truyền, để tránh bị nghi ngờ, chúng ta không chỉ cụ thể châm cứu, mà là cho tất cả y học cổ truyền. Y Tiểu Âm không chút do dự nói, cung cấp những hồ sơ này cho chúng ta có thể cung cấp cho họ tiền nếu họ muốn tiền, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể sử dụng phần thưởng khác. Phần thưởng gì? Triệu Vũ Cơ tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần cung cấp cho chúng ta một đoạn hồ sơ hữu dụng, hoặc là một cổ thư y thuật chân chính, cụ thể này nhận định như thế nào có thể nói sau, tóm lại, chúng ta nhận định hữu dụng thì có thể cam kết chữa trị bệnh nhân cho bọn họ. Y Tiểu Âm rõ ràng đã cân nhắc, ta có thể cam kết tự mình chữa bệnh cho bọn họ, thậm chí có thể cam kết, dù là bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, nhưng nếu như vậy thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều bệnh nhân, ta nhất định sẽ bận rộn không chịu được. Cho nên cần chồng giúp đỡ, người có ý này đúng không? Triệu Vũ Cơ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Y Tiểu Âm gật đầu, ta nghĩ đây có thể là cách nhanh nhất để thu thập tất cả những thông tin hữu ích. Hơn nữa ta đã thúc đẩy sự phát triển của y học cổ truyền suốt những năm qua, ta tin sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ. Rất tốt, đây mới là những gì chúng ta thực sự muốn ngươi làm. Giọng điệu Triệu Vũ Cơ mang hương vị của sự tán thưởng, chúng ta sẽ không nói những vấn đề cá nhân giữa ngươi và chồng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, trên danh nghĩa hay trên thực tế, ngươi và chúng ta đều có lợi ích chung, khi đối mặt với những ngoại địch đó, ngươi cần đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta. Ta hiểu những điều này, ngươi không cần phải dạy ta. Giọng điệu của Y Tiểu Âm có phần bất mãn, năm đó ở kinh thành nàng vốn nổi tiếng không thua gì Triệu Vũ Cơ, nhưng bây giờ Triệu Vũ Cơ lại tỏ ra trịch thượng trước mặt nàng, điều này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Ta cũng không có tâm trạng dạy ngươi, ta đi đây. Ngươi cứ làm theo kế hoạch, càng sớm càng tốt. Triệu Vũ Cơ nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Y Tiểu Âm khẽ trầm ngâm, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Thông báo cho các phó viện trưởng điều hành của tất cả các bệnh viện thuộc chuỗi bệnh viện y nhân các, ta
ta muốn tổ chức một hội nghị truyền hình. Y Tiểu Âm cũng không muốn lãng phí thời gian, bây giờ nàng đã có quyết định, vậy thì ngay lập tức bắt tay vào thực hiện. Chương 1990, lời mời. Vào lúc này, ở ngôi làng trên núi, Lam Lam vẫn đang chăm chỉ đào, nhưng Hạ Thiên cảm thấy hơi nhàm chán. Tiểu muội chân dài, hay chúng ta đi chỗ khác đi, hoặc tìm một chỗ ăn tối trước. Hạ Thiên nói với Ninh Nhụy Nhụy. Vậy chúng ta để Lam Lam ở đây một mình à? Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt nhìn Hạ Thiên, vậy thì không ổn, nếu ngươi thật sự muốn ăn tối thì ngươi có thể tự ăn, hoặc ngươi có thể lấy chút đồ ở đây để ăn. Được thôi, tiểu muội chân dài, cô muốn ăn lẩu không? Chẳng hạn như lẩu thịt chó. Hạ Thiên vừa nói câu này thì đã bị Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt. Ngươi có bệnh à, chưa kể ta không thích ăn thịt chó, bây giờ con chó của Lam Lam vừa chết, ngươi còn muốn ăn lẩu thịt chó, ngươi cố tình kích thích nàng ấy sao? Tiểu muội chân dài, ta đâu nói là sẽ dùng con chó của nàng ấy đi nấu lẩu. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, bỏ đi, ta lấy cho cô thứ khác. Hạ Thiên lại đột ngột biến mất, Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục nhìn Lam Lam đang đào hố trong sân. Nàng nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cứ như vậy, nàng đợi gần nửa tiếng, sau đó ngửi thấy mùi thơm, đương nhiên là Hạ Thiên đã quay lại. Hạ Thiên dọn ra mấy nồi lẩu, tất nhiên sẽ không còn là lẩu thịt chó nữa mà là vài nồi lẩu cá. Tiểu muội chân dài, đến ăn lẩu đi. Hạ Thiên nói nhanh, trước đây, muội muội chân dài cũng thích ăn lẩu cá. Ninh Nhụy Nhụy vốn thực sự rất muốn ăn, nhưng nghe Hạ Thiên nói xong thì trong lòng tức giận. Tên biến thái đáng chết này thật là không dứt, động một chút là muội muội chân dài, thật là khiến nàng phát cáu. Không ăn nữa, Ninh Nhụy Nhụy thở phì phò nói. Ồ, vậy thì ta sẽ tự ăn. Hạ Thiên cũng tỏ vẻ thờ ơ, dù sao tiểu muội chân dài cô không ăn cũng không chết đói, không cần gấp gáp. Ninh Nhụy Nhụy tức giận đến muốn đánh người, nhưng tiếc là nàng không thể đánh lại, chuyện khiến nàng buồn hơn nữa là Hạ Thiên thật sự bắt đầu ở đó ăn lẩu một mình, ăn say sưa ngon lành thì thôi đi. Bộ dáng của hắn thỉnh thoảng còn khiến Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ ra hỏa này đang vừa ăn lẩu vừa nghĩ về muội chân dài kia của hắn. Rõ ràng suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy không sai, hiện tại Hạ Thiên thật sự đang nghĩ về Dạ Ngọc Mị, nhất là khi nghĩ đến trước kia lúc quan hệ của hắn và Dạ Ngọc Mị không được tốt như vậy, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có một hương vị khác. Không thể không nói, trong sân này, quả thực rất kỳ quái, Hạ Thiên đang vui vẻ ăn lẩu một mình. Lam Lam thì đang đào hố một mình, còn Ninh Nhụy Nhụy thì vẻ mặt đầy tức giận. Ba người, tâm trạng hoàn toàn khác nhau, nhưng đều ở chung một sân. Một tiếng sau, vẫn chưa đào xong nữa sao? Hạ Thiên liếc nhìn Lam Lam, sau đó nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, người muốn ăn gì? Ta có thể lấy thêm món nữa. Không cần ngươi quan tâm, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, tối nay cô có vẻ dữ vậy, bà dì đến rồi sao? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu, không đúng, rõ ràng cô vẫn chưa đến ngày. Ninh Nhụy Nhụy lại muốn đánh Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn vì nàng đánh không lại. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ninh Nhụy Nhụy, nàng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên, cũng không nhìn xem ai đang gọi đã nghe máy. Ai đấy, giọng điệu của Ninh Nhụy Nhụy không hề khách khí. Xin hỏi, có phải là Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư không ạ? Người ở đầu dây bên kia khá lịch sự. Và lại nàng cũng là nữ nhân. Ta là Ninh Nhụy Nhụy, xin hỏi ngươi là ai? Giọng điệu của Ninh Nhụy Nhụy cũng dịu đi đôi chút, nhưng nàng không nhận ra đối phương là ai. Ninh tiểu thư, bây giờ cô không biết ta, nhưng trước khi chính thức giới thiệu thân phận của mình, ta có một chút thắc mắc. Nữ nhân ở đầu dây bên kia vẫn rất lịch sự, theo như ta biết, suốt vài năm qua cô luôn quan tâm đến những thử thách khắc nghiệt, không biết bây giờ cô còn hứng thú thử thách một giới hạn mới không? Khiêu chiến giới hạn, Ninh Nhụy Nhụy hơi kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ có người vì chuyện này mà đến tìm nàng, nhưng thật ra nàng thật sự có chút hứng thú, lập tức mở miệng hỏi, giới hạn mới gì? Ngươi trước tiên có thể nói thử xem. Ninh tiểu thư, theo ta được biết, cô từng chinh phục núi cao, thậm chí chinh phục cả núi tuyết, cô cũng từng chinh phục biển lớn, nhưng có một nơi, chắc chắn cô chưa từng đến, đó chính là đáy biển. Nữ nhân ở đầu dây bên kia rõ ràng đã điều tra chuyện của Ninh Nhụy Nhụy, đây là giới hạn mà chúng ta muốn khiêu chiến, chính là một đáy biển nào đó, nếu cô có hứng thú, vậy chúng ta có thể hẹn một nơi gặp mặt nói chuyện, sau đó, chúng ta sẽ nói chi tiết. Đáy biển, Ninh Nhụy Nhụy khẽ nhíu mày, người nói đáy biển sâu đến mức nào? Ninh tiểu thư, đương nhiên là loại đáy biển rất sâu, chính là nơi cần khiêu chiến giới hạn của thân thể,
nếu không thì chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nữ nhân ở đầu dây bên kia thong dong điềm tĩnh nói, xem ra Ninh tiểu thư cô hẳn là rất có hứng thú, tốt hơn là cô nói cho ta biết, bây giờ cô đang ở đâu. Chúng ta có thể đi gặp cô. Bên chỗ ta đang còn có chút chuyện. Ninh Nhụy Nhụy hơi trầm ngâm một chút, như vậy đi, trước tiên ta suy nghĩ một chút, sáng mai ngươi có thể gọi điện lại cho ta, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời rõ ràng. Được, Ninh tiểu thư, vậy ta không làm phiền cô nữa. Nữ nhân kia cũng dứt khoát, rất nhanh đã tắt điện thoại. Chương 1991, ăn nàng ngon hơn. Ninh Nhụy Nhụy tắt điện thoại, nhất thời vẻ mặt hơi đăm chiêu. Tiểu muội chân dài, đáy biển có gì vui chứ, không vui chút nào, hơn nữa ta có thể trực tiếp đưa cô xuống đó, căn bản không phải là khiêu chiến giới hạn. Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên truyền tới, chẳng thà cô làm chút chuyện vui với ta đi, khiêu chiến giới hạn thật sự một chút, lúc trước ta và muội muội chân dài có thể mấy ngày mấy đêm. Ngươi cầm miệng đi, Ninh Nhụy Nhụy không thể nhìn được nữa, đi tìm muội muội chân dài của người đi, đừng nói mãi không ngừng trước mặt ta nữa. Muội muội chân dài chạy mất rồi, ta không tìm được nàng ấy. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, hắn muốn nói nếu có thể tìm được muội muội chân dài thì đương nhiên đã sớm đi tìm rồi. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời chán nản, người gì thế này, rõ ràng là vì không tìm được muội muội chân dài Dạ Ngọc Mị kia nên mới đến quấy rầy nàng. Càng làm cho Ninh Nhụy Nhụy bất mãn chính là, tên sắc lang chết tiệt này ngay cả che giấu một chút cũng không làm, nói rõ trong mắt hắn dáng dấp của muội muội chân dài kia quan trọng hơn tiểu muội chân dài nàng. Tên sắc lang chết tiệt, thái độ này của ngươi như vậy mà còn muốn ngủ với ta, ta sẽ không cho ngươi ngủ đâu. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng nghiến lợi, đối với mấy ý đồ đó của Hạ Thiên, nàng đương nhiên đã sớm biết rồi, vốn dĩ nàng thậm chí đều ngẫu nhiên cảm thấy để cho tên sắc lang này đắc thủ thì cũng thôi đi, dù sao sớm hay muộn cũng không trốn tránh được, nhưng bây giờ, nàng lại bắt đầu cảm thấy, tuyệt đối không thể để tên sắc lang này dễ dàng đắc thủ. Để hắn bây giờ không ngủ được với muội muội chân dài kia cũng không ngủ được với tiểu muội chân dài nàng. Nhìn thấy Hạ Thiên vẫn một bộ dạng không tim không phổi cũng chẳng hay biết nàng đang tức giận, Ninh Nhụy Nhụy càng cảm thấy tức giận, nàng không khỏi nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, nàng cảm thấy, hình như đi tham gia cái gọi là khiêu chiến giới hạn kia cũng được, ít nhất có thể cách xa ra hỏa Hạ Thiên này. Vấn đề duy nhất ở chỗ, đối với thân là tu tiên giả như nàng thì đi khiêu chiến cái gọi là giới hạn thân thể kia. Có lẽ căn bản không phải là khiêu chiến, nếu như vậy, có thể sẽ không còn ý nghĩ gì nữa rồi. Hơn nữa, còn có một vấn đề chính là, mặc dù nàng đi tham gia khiêu chiến giới hạn dưới đáy biển kia, cũng chưa chắc có thể bỏ lại Hạ Thiên, dù sao thì Hạ Thiên rất có thể sẽ muốn đi theo nàng. Vì vậy, vốn dĩ Ninh Nhụy Nhụy đã quyết định không nói chuyện với Hạ Thiên, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi Hạ Thiên một câu, này, có phải ngươi cảm thấy thám hiểm dưới đáy biển rất buồn chán phải không? Ừ. Đương nhiên rất buồn chán, Hạ Thiên lập tức trả lời. Vậy chuyện nhàm chán như vậy, chắc chắn ngươi sẽ không đi chứ? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi. Tiểu muội chân dài muốn đi sao? Hạ Thiên lại hỏi ngược lại. Nếu ta đi thì sao? Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục hỏi. Vậy đương nhiên ta cũng đi, Hạ Thiên không chút do dự trả lời. Không phải ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Ninh Nhụy Nhụy buồn bực nói. Đúng vậy, tiểu muội chân dài, nơi nhàm chán như vậy. Tốt nhất cô đừng đi. Hạ Thiên cười hì hì, nhưng nếu cô nhất định muốn đi thì ta cũng sẽ đi. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời chịu thua, nàng cũng lần nữa nhận ra một hiện thực, đó là nếu nàng thật sự muốn đến nơi khác chơi đều không thành vấn đề, nhưng muốn nhờ đó mà thoát khỏi Hạ Thiên thì hoàn toàn là nằm mơ. Gia hỏa này có cái danh có rất nhiều vợ, bây giờ không tìm thấy người khác chơi với hắn, đơn giản là dựa vào nàng. Ninh Nhụy Nhụy bắt đầu hơi khó xử. Rốt cuộc nàng có nên đi thám hiểm dưới đáy biển hay không đây? Đi, hình như cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì giới hạn thật sự mà nàng biết bây giờ và giới hạn trong mắt người bình thường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thân là một tu tiên giả, nếu chạy đi khiêu chiến giới hạn của người bình thường thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng không đi, thật lại làm cho nàng hơi tiếc nuối, bởi vì, cho dù nàng bây giờ đã là tu tiên giả rồi, nhưng nàng thật sự chưa từng đến đáy biển, mà nàng luôn cảm thấy... Thế giới dưới đáy biển chắc là sẽ rất tuyệt vời, ít nhất thì cũng sẽ rất đẹp. Ninh Nhụy Nhụy lại bắt đầu rối rắm, mà Hạ Thiên thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vì thế, hắn quyết định lại đi ăn một bữa lẩu nữa. Cứ như vậy, Hạ Thiên tiếp tục dùng việc ăn để giết thời gian nhàm chán, mà Ninh Nhụy Nhụy vừa rối rắm vừa hờn dỗi, hơn nữa, còn cảm thấy hơi đói, về phần cô bé Lam Lam kia, cái hố kia đào cũng tạm được, chẳng qua thoạt nhìn, cũng gần như không còn sức lực.
nhưng khi Ninh Nhụy Nhụy lại một lần nữa đề xuất muốn giúp đỡ thì Lam Lam vẫn không đồng ý, Ninh Nhụy Nhụy cũng đành phải không quan tâm nữa, nàng nhìn sang Hạ Thiên vẫn đang ăn lẩu bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy tức giận, tên sắc lang chết tiệt này, bây giờ còn không hỏi nàng có ăn hay không. Này, ngươi là heo à, ngươi đã ăn cả một buổi tối rồi đó, thế mà vẫn ăn tiếp. Ninh Nhụy Nhụy rốt cuộc không nhịn được. Tiểu muội chân dài, ta vẫn có thể ăn tiếp. Hạ Thiên cười hì hì, thật ra cô cũng vậy, nếu cô muốn ăn thì cũng có thể ăn tiếp, nếu cô cảm thấy không ăn nổi nữa thì chúng ta có thể thuận tiện vui chơi vận động một chút, sau đó có thể tiêu hóa rồi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Hạ Thiên thật sự không cứu nổi nữa, tên sắc lang này tùy tiện nói vài câu thì đã lập tức có thể kéo đến chuyện kia. Ngươi với muội muội chân dài của ngươi cứ ăn không ngừng như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận hỏi. Tiểu muội chân dài, không phải nàng bị ngốc đấy chứ? Hạ Thiên hơi khó hiểu, lúc ta và muội muội chân dài ở cùng nhau, làm gì có thời gian mà ăn, muội muội chân dài còn ngon hơn mấy nồi lẩu này nữa. Ninh Nhụy Nhụy không nói nên lời, nàng cảm thấy đáng lẽ bản thân không nên hỏi câu này. Tiểu muội chân dài, ta cảm thấy nàng chắc chắn cũng ngon hơn lẩu đấy. Lúc này, Hạ Thiên lại nói một câu, sau đó nhìn đôi chân siêu dài của Ninh Nhụy Nhụy, bày ra dáng vẻ rất muốn thử. Ăn lẩu của ngươi đi. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trực tiếp đứng dậy rời đi, nàng không muốn tiếp tục ở đây nhìn Hạ Thiên ăn lẩu nữa. Ngừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, này, giúp ta trông chừng Lam Lam. Chương 1992, dùng cách trực tiếp nhất giải quyết vấn đề. Trong thôn đột nhiên xảy ra một ít náo loạn, có người kêu lên sợ hãi, cũng có người hô to, sau đó là một trận hoảng loạn, Ninh Nhụy Nhụy đầu tiên cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng rất nhanh, nàng đã biết là do trưởng thôn kia đã chết rồi. Cả thôn rất nhanh đã trở nên hơi hỗn loạn, một đám người đầu tiên ồn ào muốn đưa ông thôn trưởng đi bệnh viện, sau đó còn có người nói y thuật của Hạ Thiên rất cao, muốn Hạ Thiên giúp đỡ cứu người, dù sao ở đây muốn đi bệnh viện cũng không dễ dàng, chẳng qua, giống như lúc trước Hạ Thiên đã nói với Lam Lam. Hạ Thiên trực tiếp nói với những người này, trưởng thôn đã chết rồi. Người chết không thể cứu sống được, Hạ Thiên đương nhiên cũng sẽ không cứu người. Mà cuối cùng, vẫn có người đưa trưởng thôn xuống núi, dày vò cả một buổi tối, đến sáng ngày hôm sau, trưởng thôn lại được đưa về, tóm lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Mà cái chết của thôn trưởng cũng khiến một chuyện bất ngờ xảy ra, đó là hoạt động dạy học của tổ chức tình nguyện viên phải kết thúc trước thời hạn. Ninh tiểu thư, chúng ta có thể phải rời khỏi đây trước thời hạn. Lúc Phương Siêu và Búp Bê cùng đến nói tin tức này với Ninh Nhụy Nhụy. Bên này, Lam Lam cuối cùng đã chôn cất bác lang xong. Lúc này nàng đã mệt đến mức trực tiếp nằm trên mặt đất. Mà lúc này, Ninh Nhụy Nhụy cũng nhận được cuộc gọi từ nữ nhân tối qua, Ninh tiểu thư, cô đã quyết định chưa? Các ngươi nói cho ta địa chỉ, ta đi nói chuyện với các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy vẫn đưa ra quyết định, nàng quyết định đi thử xem. Được, Ninh tiểu thư, chúng ta lập tức gửi địa chỉ cho cô, nếu cô cần chúng ta đi đón cô thì cũng có thể nói thẳng. Nữ nhân đầu dây bên kia vẫn lịch sự như trước, còn có chút vui mừng. Không cần, ta có thể tự đi. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại. Được, rất mong được gặp mặt Ninh tiểu thư. Nữ nhân bên kia rõ ràng rất vui vẻ, vậy thì, Ninh tiểu thư, ta không làm phiền cô nữa, tạm biệt. Cúp điện thoại, Ninh Nhụy Nhụy nhìn về phía Hạ Thiên, này, ta chuẩn bị đi chỗ đó thám hiểm, ngươi giúp ta đưa Lam Lam xuống núi, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho nàng, sau đó ngươi có thể lại đến tìm ta. Ừm, được, Hạ Thiên đồng ý. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, ngươi thật sự đồng ý rồi sao? Tiểu muội chân dài, ta chưa bao giờ nói dối. Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, sao gia hỏa này lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đúng lúc này, di động của Hạ Thiên vang lên. Vợ y y, nàng nhớ ta rồi sao? Ồ, ta biết nàng nhớ ta rồi, ta lập tức qua ngay. Hạ Thiên nhận cuộc gọi nhưng lại cúp máy rất nhanh. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt rất quái dị, nàng biết cuộc gọi vừa rồi là Y Tiểu Âm gọi tới, nàng thậm chí cũng nghe thấy đầu bên kia, Y Tiểu Âm quả thật nói Hạ Thiên qua đó, nhưng kỳ lạ nhất là sao nàng lại cảm thấy, hình như Hạ Thiên đã sớm biết Y Tiểu Âm sẽ tìm hắn, cho nên hắn mới không đi thám hiểm đáy biển với nàng. Này, có phải ngươi đang chờ Y Y tỷ gọi cho ngươi không? Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng vẫn không nhịn nổi, trực tiếp hỏi ra. Đúng vậy. Đương nhiên là ta biết vợ y y muốn tìm ta rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Làm sao mà ngươi biết? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi. Đương nhiên là ta cùng với vợ y y tâm linh tương thông rồi,
chỉ có như vậy thì ta mới biết nàng ấy nhớ ta. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy với ánh mắt kỳ quái, tiểu muội chân dài à, sao cô có thể hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy chứ? Ngươi mới là đồ ngốc, Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận mắng to, ta tin ngươi được chết liền, gia hỏa ấy là một lão lưu manh không biết xấu hổ, còn lâu nàng mới tin những chuyện ma quỷ mà Hạ Thiên nói. Tiểu muội chân dài, không sao đâu, cho dù cô có là đồ ngốc thì ta cũng sẽ không chê bai, chỉ cần cô chịu ăn nhiều để cho ngực lớn hơn một chút xíu, lúc đó cô sẽ trở nên thông minh hơn rồi. Hạ Thiên lại cười hì hì nói. Hừ, ta lười nói vớ vẩn với ngươi, ta đi nói chuyện với Lam Lam một chút, nếu ngươi muốn đi thì nhớ mang Lam Lam theo. Ninh Nhụy Nhụy quyết định không tiếp tục dây dưa dòng dài với hắn nữa. Hạ Thiên đúng là chuẩn bị rời đi, nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại gặp phải một vấn đề, đó chính là Lam Lam cũng không nguyện ý đi theo hắn. Hơn nữa, hiện giờ nàng ấy cũng không muốn rời đi, muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Dựa theo cách nói của Lam Lam chính là nàng ấy còn muốn ở bên cạnh Bác Lang lâu hơn một chút. Ninh Nhụy Nhụy giải thích hết lời, dùng rất nhiều phương pháp khác nhau khuyên bảo Lam Lam, nhưng cô gái bé nhỏ này rất cố chấp, có nói thế nào cũng vô dụng, thế là Hạ Thiên đứng một bên nhìn cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn vươn một tay ôm lấy tiểu nha đầu Lam Lam rồi xoay người chạy mất. Tiểu muội chân dài, ta đi đây, nếu ngươi nhớ ta đến mức chịu không nổi thì có thể gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên nói xong thì lập tức chạy trốn vô ảnh vô tung. Nàng nhất thời có chút ngẩn người, gia hỏa ấy, lại sử dụng phương thức không phân rõ phải trái kia để giải quyết vấn đề nữa rồi. Mà bây giờ, Vương Siêu cùng với búp bê đều ở bên cạnh nhìn, hai người bọn hắn có chút ngẩn người, nhưng điều làm bọn hắn kinh ngạc nhất chính là Hạ Thiên chạy quá nhanh, quả thật giống như phía sau có gắn thêm động cơ xe máy vậy. Chương 1993, thu mua cổ tịch. Vương hội trưởng, búp bê, ta cũng đi trước đây. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy cũng lên tiếng tạm biệt. Không chờ hai người đó kịp phản ứng lại thì nàng đã chạy mất. Vương Siêu với búp bê lại trợn mắt há hốc mồm một lần nữa, bởi vì Ninh Nhụy Nhụy chạy cũng rất nhanh, giống như đang bay. Thật là lợi hại, búp bê ngẩn người tự lẩm bẩm. Vương Siêu lại có chút hoài nghi bản thân đang nằm mơ, rốt cuộc thì hai người ấy có phải là người không vậy, con người cũng có thể chạy nhanh đến như vậy sao? Nhưng Vương Siêu chỉ chôn sự nghi ngờ này ở trong lòng, rất nhanh hắn đã tỉnh táo trở lại, bắt đầu chuẩn bị mang theo đám người hội tình nguyện viên về nhà. Dù chỉ mới tới đây được vài ngày, nhưng thôn này đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy mình vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút thì an toàn hơn. Mà giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều bởi vì một cái thông báo của Y Nhân Các mà náo nhiệt hẳn lên, viện trưởng Y Tiểu Âm của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các, vị mỹ nữ Phương Đông được vinh danh là nữ thần y đệ nhất thế giới. Đã tuyên bố rằng vì để phát triển trung y, quyết định bắt đầu thu thập các loại ghi chép y thuật tán lạc ở các nơi trên thế giới, đặc biệt là cổ tịch trung y hoặc những thứ có ghi lại y thuật cổ đại. Y Tiểu Âm đã tuyên bố ở trong thông cáo rằng bất cứ ai cũng đều có thể cầm cổ tịch đi tới đăng ký ở Y Nhân Các, chỉ cần Y Nhân Các xác nhận cổ tịch hoặc tài liệu tương quan đó là thật thì bọn hắn sẽ nguyện ý bỏ số tiền lớn để mua lại, hoặc sẽ dùng một loại phương thức khác tới trao đổi, đó chính là một lần chữa bệnh miễn phí cho người nọ. Mà thứ hấp dẫn mọi người nhất trong đoạn thông báo ấy chính là ở đoạn cuối cùng, nếu có ai đó thật sự nắm giữ cổ tịch hoặc đồ vật ghi chép về y thuật được Y Tiểu Âm công nhận, như vậy nàng sẽ đồng ý đích thân hỗ trợ trị liệu bệnh nhân mà người này chỉ định. Bất luận là bệnh nhân nào, mặc kệ bệnh tình ra sao, Y Tiểu Âm đều nguyện ý đích thân trị liệu. Dù cho nàng cũng không có đảm bảo là sẽ trị hết, nhưng vẫn tạo nên sự oanh động không nhỏ, bởi vì bây giờ Y Tiểu Âm đã rất ít đích thân chữa bệnh cho người ta. Trên thế giới này có quá nhiều người mắc phải bệnh nan y, dù Y Tiểu Âm chữa bệnh cho người ta mỗi ngày thì vẫn còn rất nhiều người không chiếm được cơ hội, mà có lời đồn, nàng có thể chữa khỏi bất cứ bệnh nan y nào. Mặc dù không rõ những nhận định ấy hữu dụng như thế nào đối với Y Tiểu Âm, hơn nữa nó còn cho người ta cảm giác rất chủ quan, nhưng trên thực tế, danh tiếng mà Bệnh viện Y Nhân Các tạo dựng mấy năm nay trên cơ bản khiến cho mọi người đều tin tưởng bọn hắn sẽ không gạt người, cho nên rất nhiều người coi trọng thật sự coi trọng chuyện kia. Không ít người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lục tung trong nhà xem có những vật kia hay không, mà có vài người vốn có chân tàng cổ tịch không nỡ lấy ra, hay cái gọi là bảo vật gia truyền cũng bắt đầu cân nhắc lấy ra trao đổi. Mà cùng lúc đó, gần như lập tức có rất nhiều người bắt đầu thu mua cổ tịch với giá cao, ví dụ như một người nào đó rất có tiền, hắn vẫn luôn muốn nhờ Y Tiểu Âm hỗ trợ chữa bệnh, nhưng lúc nào cũng không bắt được cơ hội kia. Bây giờ hắn quyết định thu mua một quyển như vậy, tiếp đó đi đổi lấy một cơ hội. Người có ý nghĩ giống như hắn không phải ở số ít, có vài người là vì tiền tài,
có vài người vì sức khỏe của bản thân, tóm lại là mỗi người đều có nguyên nhân riêng. Thật ra tin tức đó đã bắt đầu được tuyên bố vào tối hôm qua, cho tới sáng hôm nay thì bệnh viện y nhân các ở các nơi nháy mắt trở nên náo nhiệt rất nhiều, trước đó những người tới bệnh viện cơ bản đều là tới xem bệnh, mà hôm nay có chút người tới bệnh viện vì nghe ngóng tin tức đó, mà còn có một số người là cầm một sách cổ gia truyền đến đây. Hiện tại ở mỗi một bệnh viện y nhân các đều có khu vực dành riêng cho chuyện này, có người chuyên phụ trách đăng ký xét duyệt vật phẩm, nhưng quyền hạn xét duyệt chân chính là thuộc về y tiểu âm. Thật ra quá trình xét duyệt rất đơn giản, chính là chụp vài kiểu ảnh sau đó gửi cho y tiểu âm xem xét, nàng sẽ đích thân xét duyệt một lần. Nếu như sách cổ thật sự là sách cổ, hơn nữa là sách thuốc, đối phương cũng không có làm bộ làm tịch, như vậy mặc kệ vật ấy có hữu dụng với nàng hay không thì nàng cũng sẽ bỏ tiền mua, hoặc cung cấp tài nguyên chữa bệnh miễn phí cho đối phương. Chuyện đó cũng chính là nguyên nhân mà y tiểu âm gọi điện thoại cho Hạ Thiên, vì một mình nàng thật sự không thể lo liệu hết quá nhiều việc. Muốn xét duyệt những vật này có phải hữu dụng thật sự hay không thì chỉ có nàng và Hạ Thiên đích thân xét duyệt mới được, dù sao thì thứ chân chính mà hai người bọn hắn đang tìm chính là ghi chép liên quan tới nghịch thiên đệ bát châm. Ngay lúc này, ở Vọng Cảng, bên ngoài bệnh viện y nhân các cũng hết sức náo nhiệt, bởi vì rất nhiều người đều biết y tiểu âm đang ở chỗ này, cho nên người tới đây có vẻ đông hơn nơi khác một chút. Khi Hạ Thiên tới bên ngoài bệnh viện y nhân các thì phát hiện ở cửa bệnh viện có một đám đông đang chen chúc nhau. Ngay khi hắn chuẩn bị đi vào thì bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói lén lén lút lút. Tiên sinh, có muốn mua cổ tịch không? Nhìn rất giống thật, bảo đảm lọt qua xét duyệt. Giọng nói kia rất nhỏ, Hạ Thiên quay đầu lại thì thấy một nam nhân chừng 30 tuổi, đầu đội mũ, nhìn qua trông giống như một con khỉ ốm. Mua sách của ngươi có tác dụng gì chứ? Hạ Thiên hỏi, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Chương 1994, đương nhiên là vợ ta rồi. Đương nhiên là có ích nha, không phải ngươi tới nơi đây để tìm vị mỹ nữ thần y thiên hạ đệ nhất kia sao? Tên khỉ ốm đó nhỏ giọng lại, chẳng lẽ ngươi không biết, vị mỹ nữ thậm chí được mọi người gọi là y tiên nữ thần y ấy đang lùng tìm sách cổ ở khắp nơi sao? Thấy Hạ Thiên hình như vẫn còn chưa rõ lắm, tên khỉ ốm lại nói nhanh, tốt thôi, ta nói thật với ngươi, những thứ sách cổ này đều là giả, là do chính ta làm ra. Nhưng giả hay không cũng không sao hết. Dù không lừa được y tiên thì cũng có thể gặp nàng ta một lần, người biết có bao nhiêu người muốn gặp vị mỹ nữ ấy mà một chút cơ hội cũng không có không? Hử, vậy sách cổ gì đó của ngươi bao nhiêu tiền một cuốn? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Không đắt, tuyệt đối không đắt, hạng thường 100, chất lượng cao 1000. Ách, tên khỉ ốm còn chưa dứt lời thì lại đột nhiên hét thảm một tiếng, chính là Hạ Thiên đã đá một cước vào người hắn, gạt ngã đối phương té xuống đất. Nè! Tại sao ngươi lại đánh ta? Tên khỉ ốm định bò dậy, tức giận la to, nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng dậy thì lại bị Hạ Thiên cho một cước nữa vào người, té ngã trên mặt đất lần thứ hai. Gạt ngã thì thôi đi, Hạ Thiên vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục công cuộc giẫm đạp, điều đó khiến cho tên khỉ ốm chỉ có thể lăn lộn dưới đất, kêu thảm không ngừng, tiếp đó bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, có ai không, cứu mạng với. Đánh chết người rồi, tiếng kêu la đấy lập tức khiến mọi người hoảng sợ. Ít nhất hơn 10 đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía bên này, rất nhanh có người nhận ra tên khỉ ốm. Gia hỏa này không phải là tên bán sách cổ giả kia sao? Đúng vậy, lúc nãy hắn mới vừa lôi kéo ta gạ bán sách cho ta, còn nói không đắt, chỉ 200 một cuốn. Tại sao gia hỏa ấy bị người đánh rồi? Người nọ là ai vậy? Tại sao lại đánh hắn chứ? Có thể là bị lừa. Một đám người đứng bên cạnh bàn tán sôi nổi, nhưng cũng chỉ là bàn tán mà thôi. Bọn hắn chỉ đứng xem náo nhiệt, không có ai đi ra cứu người. Đồ ngốc, người bán sách giả làm người khác gạt vợ y của ta thì cũng thôi đi, thế mà lại còn bán rẻ như vậy, 100 là có thể gặp được vợ y của ta một lần, người nghĩ hay quá ha. Bây giờ thì Hạ Thiên cũng lên tiếng. Vợ y, cái quỷ gì? Cái xưng hô như vậy, chẳng lẽ là đang nói tới y tiểu âm? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không lẽ cái tên đó mắc bệnh thần kinh? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta thật sự không có lừa vợ gì đó của ngươi, ta còn không biết vợ ngươi là ai nữa. Ách, tên khỉ ốm bị đánh đến mức bắt đầu xin tha, mà hắn vẫn không thể hiểu được, hắn thật không biết vợ của gia hỏa kia là ai hết. Thằng ngu nhà ngươi còn không thừa nhận, không phải mới vừa rồi ngươi nói chỉ cần dùng cuốn sách đó là có thể đi gặp vợ của ta sao? Hạ Thiên không vui, lại đá tên khỉ ốm mấy cái. Ta nói là có thể đi gặp y tiên. Cũng chính là mỹ nữ thần y tiểu âm. Ách, tên khỉ ốm vội vàng phản bác,
trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ người như vậy mà là vợ của ngươi sao? Đồ ngốc, nàng ấy chính là vợ của ta. Hạ Thiên lại đá tên khỉ ốm thêm mấy cái nữa, ta còn không nỡ gạt vợ của mình đâu, vậy mà tên ngu si nhà ngươi còn muốn gạt nàng ấy, tên ngu ngốc nào mua sách giả của tên kia để đi gạt vợ ta thì nhanh chóng cút ra đây ngay lập tức. Đậu xanh con mẹ nó, người bị điên rồi, Y Tiểu Âm sao có thể là vợ của ngươi được, mặc dù tên khỉ ốm vẫn còn bị đánh, nhưng hắn vẫn không nhìn được hô to, hắn cảm thấy mình thực sự là quá oan ức, tại sao lại gặp phải một tên bị bệnh tâm thần như vậy chứ? Gia hỏa này phải bệnh nặng tới mức nào mới có thể cảm thấy Y Tiểu Âm là vợ của hắn? Đúng là bệnh tâm thần mà, tên kia thế mà lại bảo Y Tiên Tiểu Thư là vợ của mình. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, tại sao có thể là chồng của Y Tiên Tiểu Thư được chứ? Hình như hiện giờ Y Tiên Tiểu Thư vẫn còn độc thân thì phải. Nhưng nói không chừng đâu, mấy ngày trước ta có loáng thoáng nghe người ta nói bên cạnh Y Tiên Tiểu Thư đúng là có một nam nhân, hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết. Nhưng người kia không có khả năng là gia hỏa bị bệnh thần kinh đấy. Tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ, trên cơ bản không có một ai tin tưởng Hạ Thiên là chồng của Y Tiểu Âm, nhưng bọn hắn vẫn không tiến tới can ngăn Hạ Thiên đánh người, đúng vào lúc này có hai người bảo vệ bệnh viện đi tới. Nè, bảo vệ đại ca mau cứu mạng, nơi này có một tên bệnh tâm thần. Vừa nhìn thấy bảo vệ, tên khỉ ốm như nhìn thấy được cứu tinh của cuộc đời mình, tiếp đó hắn lại bị ăn một cước, tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, a. Hai người bảo vệ kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt lập tức biến sắc, tiếp đó cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi xoay người rời đi. Nè, bảo vệ đại ca, ngươi đừng đi, a, tên khỉ ốm có chút mờ mịt, chuyện đó là sao đây? Không phải nói bảo vệ ở bệnh viện y nhân các rất tốt sao? Đồ ngốc, vợ y y đương nhiên là vợ của ta rồi. Lúc này Hạ Thiên vẫn còn đang đánh người. Bảo vệ đại ca, người bệnh thần kinh kia nói hắn là chồng của Y Tiên Tiểu Thư. Các ngươi còn không đem hắn đuổi đi. A, à, tên khỉ ốm tiếp tục kêu thảm, mà hai người bảo vệ nọ thì nhanh chóng chạy nhanh hơn. Đương nhiên, hai người bảo vệ kia cũng không phải thật sự chạy trốn, mà là đi tới thông báo cho Y Tiểu Âm, bởi vì bọn hắn đã từng nhìn thấy Hạ Thiên, cũng biết quan hệ giữa hắn cùng với Y Tiểu Âm không tầm thường, càng biết vị tổ tông này không dễ trêu chọc, cho nên cả hai cảm thấy tốt nhất là mình không nên nói câu nào. Cứ như vậy, tên khỉ ốm lại bị đấm đá thêm 2 phút nữa. Tiếp đó, mọi người mới nghe được một giọng nói. Dừng tay, không phải, dừng chân lại đi. Giọng nói nọ vô cùng động lòng người, chỉ là khi nghe được lời này thì không ít người cảm thấy có chút quỷ dị. Người bình thường đều nói dừng tay, người ấy cũng nói như vậy, chỉ là sau đó lại cộng thêm câu dừng chân. Chương 1995, Sùng Thê Cuồng Ma, Y Tiên Tiểu Thư tới. Là Y Tiểu Âm, thật là quá xinh đẹp, thực sự giống như tiên nữ. Đám người bắt đầu kích động, không ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay video lại làm kỷ niệm. Đối với rất nhiều người, có thể tận mắt nhìn thấy Y Tiểu Âm chính là một cơ hội hiếm có. Người lên tiếng kia thật đúng là Y Tiểu Âm, nàng vẫn mặc một bộ Âu phục dành cho quý cô, kiểu dáng bảo thủ, nhưng mị lực lại không có gì sánh kịp, mà khi thấy nàng đi ra, tất cả mọi người rất tự giác tránh đường, không hề nhào tới. Vợ Y Y, nơi đây có một tên ngốc muốn lừa nàng. Ta tiện tay đánh hắn một trận rồi. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, cười hì hì nói. Nghe nói như thế, đám người lại ồn ào một hồi, cái tên này lại kêu Y Tiểu Âm là vợ nữa rồi. Ngươi lại làm chuyện gì nữa vậy? Tới rồi mà sao còn không chịu đi vào? Y Tiểu Âm tức giận nói, hắn là do nàng gọi điện thoại kêu tới, nếu đã bảo hắn tới thì nàng cũng không trông cậy vào việc gia hỏa này sẽ lén lút, có điều hắn hình như vẫn luôn thích làm một ít chuyện gây chú ý. Vợ Y Y, ta còn không nỡ lừa gạt nàng, sao có thể để cho thứ ngu ngốc kia lừa gạt nàng chứ? Hạ Thiên cười hì hì nói, tốt thôi, chúng ta vào trong đi. Hạ Thiên chợt lách người đi tới bên cạnh Y Tiểu Âm, tiếp đó vươn tay ôm eo của nàng ngay trước ánh mắt của bao người. Bốn phía nháy mắt yên tĩnh dị thường, tiếp đó là một mảnh xôn xao. Đậu xanh, hình như tên đấy thực sự là chồng của Y Tiên Tiểu Thư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sụp đổ. Thế giới này quá ma huyễn, tại sao loại chuyện như vậy cũng có thể xảy ra chứ? Y Tiên Tiểu Thư, người nọ thật sự là chồng của ngươi sao? Cuối cùng có người không nhìn được hỏi một câu, mà khi vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người đều an tĩnh nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm, chờ đợi đáp án của nàng. Trong nháy mắt Y Tiểu Âm có khựng lại một chút, tiếp đó nàng nhàn nhạt đáp lại, đúng vậy, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thật ra trong lòng của nàng vẫn còn chưa muốn thừa nhận.
nhưng nàng cảm thấy còn không bằng thừa nhận ngay bây giờ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, cho dù thừa nhận thì cũng không có gì là ghê gớm cả, cho tới hiện tại thì nàng đều không cần tạo dựng hình tượng độc thân. Mấy năm nay, nàng không muốn thừa nhận rằng mình đã có nam nhân, nói cho cùng là do trong lòng oán hận Hạ Thiên mà thôi, cũng không phải muốn giả làm người độc thân gì đó, mà thật ra cho tới hiện giờ, nàng vẫn cảm thấy mình là một người độc thân. Nhưng ngay giờ phút này, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, gia hỏa Hạ Thiên ấy đang ôm eo nàng, hơn nữa hiển nhiên không có dự định buông tay ra, nếu nàng một hai nhất quyết nói mình vẫn còn độc thân, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy nàng là một kẻ đạo đức giả. Càng quan trọng chính là, nàng tin rằng trong khoảng thời gian kế tiếp, nàng và Hạ Thiên sẽ cùng nhau xuất hiện ở trước mặt rất nhiều người rất nhiều lần, thậm chí cả hai còn sẽ có mặt ở trên mạng, video hai người ở bên nhau cũng có thể bị vô số người truyền tay nhau. Nếu đã như thế, còn không bằng dứt khoát thừa nhận quan hệ của hai người ngay bây giờ. Mà trong lén lút, nàng và Hạ Thiên ở chung như thế nào thì vẫn sẽ tiếp tục ở chung như thế đó, chuyện tốt là, việc thừa nhận hắn là chồng của nàng ở trước mặt công chúng sẽ giúp cho nàng giảm thiểu rất nhiều phiền phức, sẽ không bị người khác hỏi thăm thường xuyên nữa. Qua, không ngờ đó lại là sự thật. Chuyện ấy cũng quá không thể tưởng tượng, ai, Y Tiên tiểu thư thế mà thật sự có chồng rồi. Nhưng cuối cùng thì người đó là ai vậy, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nghe nói về hắn. Nhìn hắn còn rất trẻ, có vẻ cũng chỉ mới 20 mà thôi. Ách, chẳng lẽ Y Tiên tiểu thư lại đi tìm một tên tiểu bạch kiểm? Xuyệt, đừng có nói bậy. Bốn phía là một mảnh ầm ĩ. Sau đó lại có người nhìn không được đưa ra vấn đề, xin hỏi Y Tiên tiểu thư, đến cùng thì chồng của cô có lai lịch ra sao? Chúng ta chưa từng nghe nói về hắn. Đúng vậy, đến tột cùng thì hắn là ai vậy? Những người khác cũng rất muốn biết. Xin lỗi, đây là chuyện riêng của ta. Y Tiểu Âm nhàn nhạt đáp lại một câu, tiếp đó quay đầu nhìn Hạ Thiên, có chút tức giận nói, đi vào trong thôi. Vợ Y, thật ra chúng ta không cần cứ vội vã đi vào như vậy. Ta cảm thấy bên ngoài vẫn còn rất nhiều kẻ lừa đảo. Hạ Thiên cười hì hì nói, hình như cũng không muốn đi vào ngay lúc này. Nàng có chút tức giận, tại sao hắn lại cho nàng một loại cảm giác rằng hắn muốn ôm nàng đứng ở ngoài khoe khoang với mọi người. Ngay khi Y Tiểu Âm còn muốn nói điều gì đó thì ở cửa bệnh viện truyền đến một trận xôn xao, tiếp đó là một chiếc xe cứu thương ngừng ở ven đường, rất nhanh, các nhân viên cứu hộ đẩy xe chạy về phía bên này, có một người nằm ở trên xe đẩy. Tránh ra một chút, mọi người làm ơn tránh ra một chút. Một người nhân viên cứu hộ kêu to. Thấy một màn như vậy, gần như tất cả mọi người lập tức nhường ra một con đường, dù sao thì cứu người vẫn là chuyện quan trọng nhất, nhưng xe đẩy vẫn không thể không ngừng lại, bởi vì không phải ai cũng tránh ra, trên thực tế, có một người càng là cố ý đứng chắn trước xe đẩy. Mau tránh ra, ngươi làm cái gì vậy? Một người nhân viên cứu hộ bên cạnh xe đẩy bất mãn hô to. Đúng đó. Mau tránh sang một bên đi, người đang làm gì vậy? Ta cảm giác người này có chút vấn đề, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào mà trở thành chồng của Y Tiên tiểu thư được chứ? Có lẽ bởi vì hắn có bệnh thần kinh, cho nên Y Tiên tiểu thư sợ hắn. Còn đừng nói, người ấy suýt nữa thì nói chúng sự thật, mà giờ khắc này, người ngăn cản xe đẩy đúng là Hạ Thiên, đương nhiên, thật ra còn bao gồm cả Y Tiểu Âm, nhưng nàng là bị động. Chương 1996. Ai bảo đi rồi sẽ không bị đánh. Nè, vợ của ta có việc, người muốn trị bệnh thì cứ ở bên ngoài là được rồi, ta tới chữa trị cho các ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói. Vừa nghe thấy được câu ấy, đám người lại tiếp tục ngẩn ngơ, gia hỏa kia thực sự là bệnh không nhẹ. Nhưng không đợi mọi người nói chuyện, Hạ Thiên lại nói tiếp, hai người các ngươi có bị gì không vậy? Người đấy căn bản không có bệnh, các ngươi đưa hắn vào bệnh viện làm gì? Người nọ gặp tai nạn xe cộ trọng thương hôn mê bất tỉnh, tại sao lại không có bệnh chứ? Nhân viên cứu hộ có chút nổi nóng. Cái gì, tên đấy không bị gì cả. Người bên cạnh nhân viên nọ đột nhiên la to, đậu xanh, con mẹ nó, quả nhiên là muốn ăn vạ mà. Người nói ai ăn vạ chứ? Rõ ràng là hắn đã hôn mê, đi vào kiểm tra trước rồi nói sau. Lập tức lại có người lên tiếng phản bác. Hiện trường lập tức trở nên có chút hỗn loạn, mà đám người cũng đột nhiên ý thức được. Sự tình hình như không thích hợp. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là một trận tai nạn xe cộ, mà hai người hiện giờ đang cãi nhau chắc là tài xế gây chuyện và bạn của người bị thương. Đương nhiên, dựa theo nội dung mà bọn hắn tranh chấp, điều kia cũng có thể là người tài xế bị hại và đồng bọn của tên ăn vạ đang cãi nhau.
Sau đó đồng bọn của tên ăn vạ hoặc cũng có thể là bạn của người bị thương nhanh chóng chuyển hướng sang Hạ Thiên, ngươi đừng có ở nơi đây nói hưu nói vượt, còn nữa, ngươi lập tức tránh sang một bên đi, nếu không hắn ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Ách, tên nọ còn chưa nói hết câu thì đã bị Hạ Thiên cho một cước gạt ngã trên mặt đất. Kẻ đần độn, hắn hiển nhiên không có tâm trạng nói chuyện tào lao với gia hỏa ấy, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm. Tiếp đó nhanh chóng đâm vào người nhìn như đang hôn mê ở trên xe đẩy. A, ngứa, ngứa chết ta rồi. Trong tiếng kêu sợ hãi, tên trọng thương hôn mê kia đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp đó nhảy xuống xe đẩy, không ngừng la to, a, chuyện gì xảy ra vậy? Chết tiệt, bây giờ lại bắt đầu đau rồi. A, người đó hết gãi ngứa rồi lại kêu to, giống như bị điên vậy, nhưng có một điều vô cùng chắc chắn, hắn không hề trọng thương hôn mê. Được lắm. Các ngươi quả nhiên là ăn vạ, đứng lại đó. Người tài xế bị hại rất tức giận, lập tức tiến lên muốn đánh người. Chạy mau, thấy mọi việc bại lộ, tên đồng bọn vội la to một câu, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Chờ ta một chút, mẹ nó, vẫn còn ngứa. Tên còn lại vừa la ngứa vừa chạy theo như điên. Người tài xế kia cũng không có thật sự đuổi theo, mặc dù hắn rất tức giận, nhưng việc này có thể kết thúc như vậy, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn anh. Nếu không phải bị anh liếc mắt nhận ra, như vậy ta sẽ bị bọn hắn hố thảm rồi. Người tài xế nọ chạy tới cảm ơn Hạ Thiên, mà lúc này những người khác mới phản ứng lại, rốt cuộc thì hắn đã làm như thế nào mà chỉ cần liếc nhìn một cái là biết người ta là giả bộ hôn mê. Hơn nữa, mới vừa rồi tên ăn vạ đột nhiên cảm thấy ngứa khắp người hình như chính là do hắn giở trò gì đó. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là không thích mấy thứ ngu ngốc như vậy tới quấy rầy vợ của ta mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, tiếp đó nhìn về phía đám người đang xếp hàng bên kia, nè, đừng nói là ta không có báo trước cho các ngươi, nếu ai còn có ý định lừa gạt vợ y của ta, vậy thì ta khuyên các ngươi nên cút xéo khỏi đây nhanh một chút, bằng không đợi lát nữa đừng trách tại sao ta đánh các ngươi. Hạ Thiên vừa dứt lời, đám đông lại bắt đầu trở nên rối loạn, trước đó mọi người còn có thể không tin những nói mà hắn nói, nhưng lúc này đây, mọi người đều cảm thấy gia hỏa nọ tuyệt đối nói được thì làm được, nếu thật sự bị hắn phát hiện có ai đó muốn lừa gạt, như vậy kẻ đó chắc chắn sẽ bị đập tơi bời. Không phải sao, rất nhanh đã có người lén lút chuẩn bị rời đi, mà một khi có người bắt đầu thì lập tức có người nối đuôi theo. Không bao lâu, ít nhất có mười mấy người bước ra khỏi đội ngũ xếp hàng, nhìn qua là chuẩn bị rời khỏi đây. Y Tiểu Âm có chút cạn lời, thật ra nàng cũng nghĩ tới việc sẽ có kẻ lừa đảo xuất hiện. Nhưng nàng không ngờ lại có nhiều kẻ lừa đảo tới như vậy, mà điều càng khiến nàng không ngờ tới chính là những kẻ lừa đảo ấy lại bị Hạ Thiên tìm ra bằng một phương thức rất không bình thường. Nói đơn giản, những người kia chạy trốn là vì bị hắn dọa sợ. Đi thôi, lần sau ta lại đến. Ta còn có chút việc ở nhà, lần này không thể xếp hàng được. Alo, ta đây, ta đang có việc. À, được được được, người ở đó đừng đi đâu cả, chờ ta lập tức tới đó ngay. Mặc dù những người nọ bị Hạ Thiên hù chạy, nhưng rất hiển nhiên là bọn hắn sẽ không thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, không phải sao, mười mấy người bắt đầu lấy đủ loại lý do để rời đi, thậm chí có người còn giả vờ gọi điện thoại, sau đó vừa nói vừa đi xa. Đáng tiếc là, dù cho bọn hắn có mượn cớ hay giả vờ thì cũng không có hiệu quả gì, bởi vì một giây sau, từng người đều bay lên không trung. A, ách, cứu mạng, ai đánh ta? Mười mấy người gần như biến thành người bay trên không trung cùng lúc, sau đó bị quăng mạnh xuống ven đường. Một đám ngu xuẩn, giọng nói không vui của Hạ Thiên lại vang lên, hiển nhiên, người vừa mới động thủ chính là hắn. Ta đã đi rồi mà, tại sao ngươi vẫn còn muốn đánh ta chứ? Có người nói với giọng điệu vô cùng oan ức. Ta có nói rằng nếu hiện giờ đám ngu ngốc các ngươi cút đi thì ta sẽ không đánh các ngươi sao? Hạ Thiên lại cho tên kia một cước, đá văng hắn ra xa, ai dám gạt vợ ta? Kẻ đó chính là muốn ăn đòn. Một đám người có chút cạn lời, gia hỏa này nhìn giống như một tên sủng thê cuồng ma. Nhưng nếu có được một vị tiên nữ xinh đẹp như Y Tiểu Âm làm vợ, hóa thân sủng thê cuồng ma cũng là chuyện rất đối bình thường, mọi người đều có thể lý giải được. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy hắn hơi có chút xu hướng bạo lực, không có việc gì mà lại đá bay người khác. Chương 1997. Phân loại tài liệu. Được rồi. Người đừng làm loạn nữa, chúng ta đi vào trong thôi. Lúc này, Y Tiểu Âm lên tiếng ngăn lại, giọng điệu của nàng còn rất ôn nhu, có đôi khi nàng cảm thấy Hạ Thiên cũng không tệ lắm, giống như bây giờ, ít nhất là hắn còn đứng ra che chở cho nàng.
mặc dù thật ra nàng cũng không cần hắn che chở. Đương nhiên, nếu đổi một góc độ để suy nghĩ, điều ấy cũng chưa chắc là đang che chở, chẳng qua chỉ là một loại chiếm hữu mạnh mà thôi, ví dụ như, nếu là lúc trước thì Y Tiểu Âm sẽ cho là như vậy. Có lẽ vì tâm cảnh khác biệt, dẫn tới suy nghĩ của nàng cũng không giống như trước, cho nên cùng một chuyện giống nhau, dưới tâm trạng khác nhau thì sẽ phán đoán khác nhau. Mà giờ khắc này, có lẽ là do tâm trạng của Y Tiểu Âm cũng không tệ lắm, hoặc có lẽ là bởi vì sự hận thù đối Hạ Thiên ở sâu trong lòng nàng đã sớm phai nhòa một ít, vì thế giọng điệu hiện tại của nàng đối với hắn lại có chút ôn nhu. Ít nhất là ở trong mắt người khác, nàng là một người sẽ đối đãi dịu dàng với chồng của mình. Được rồi, vợ Y Y, chúng ta đi vào trong đi, không thèm chơi với đám đần kia nữa. Hạ Thiên vẫn ôm eo Y Tiểu Âm, mà từ đầu đến bây giờ nàng cũng không có dãy dụa gì, điều đấy khiến hắn rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng cảm thấy hiện giờ vợ Y Y của mình đã tương đối nghe lời. Ta nghĩ mình nên giải thích với mọi người một chút, nếu như trong nhà mọi người thật sự có sách thuốc xa xưa hay có đồ vật có khả năng liên quan tới y thuật, thậm chí không nhất định phải là đồ cổ, hiện đại cũng được, hoặc một số đồ vật gì đó có liên quan tới y thuật mà các ngươi không quá xác định, tất cả đều có thể cầm tới đây, chúng ta sẽ rất hoan nghênh mọi người. Cho dù cuối cùng chúng ta không cần đồ vật của các ngươi thì chúng ta vẫn sẽ bồi thường thỏa đáng, ví dụ như tiền xăng xe hay đại loại như vậy. Giọng nói động lòng người của Y Tiểu Âm rõ ràng truyền vào trong tai đám đông, nhưng nếu như các ngươi cố tình tới đây lừa gạt ta, vậy chúng ta sẽ không chào đón. Lưu lại lời kia, Y Tiểu Âm được Hạ Thiên ôm đi vào trong, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hai người đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng Y Nhân Các, sau khi đóng cửa phòng, Y Tiểu Âm mới vùng vẫy một chút, rời đi cái ôm của Hạ Thiên. Vợ Y Y, nàng lại muốn tăng y thuật của mình lên sao? Hiện tại, Hạ Thiên lên tiếng thắc mắc. Còn không phải là vì ngươi, Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ Y Y, ta biết ngay nàng là vì ta mà. Nhưng thật ra nàng không cần luyện tập y thuật, dù y thuật của nàng không bằng ta thì ta cũng thích nàng. Hạ Thiên lập tức bày tỏ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cuối cùng thì Y Tiểu Âm cũng không thể nhịn được nữa, ngươi giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Đây là vì nghịch thiên đệ bát châm kia của ngươi đó. Vợ Y Y, điều kia chẳng lẽ không phải cùng một chuyện sao? Nàng muốn biết biện pháp thi châm của nghịch thiên đệ bát châm cũng là vì ta nha, dù sao thì cái nào cũng là vì ta, cho nên không có gì khác biệt cả. Hạ Thiên cười hì hì nói, thật ra nàng làm chút chuyện vì chồng mình cũng là việc rất bình thường, đừng ngại ngùng không thừa nhận. Ta không tâm trạng nói nhảm với ngươi, nhanh chóng xem tài liệu đi. Y Tiểu Âm tức giận nói, ngươi nhìn ở đây này. Y Tiểu Âm giơ ngón tay chỉ về phía trước, bây giờ, Hạ Thiên mới phát hiện bên trong phòng có thêm một cái màn hình lớn, mà trên màn hình là đủ loại hình ảnh. Ngươi nhìn thấy những thứ này không? Những hình ảnh đó đều là do bệnh viện y nhân các ở các nơi gửi tới, chúng ta đã chia chúng nó thành ba loại, một loại là hoàn toàn vô dụng, hơn nữa vừa nhìn biết ngay đối phương là kẻ lừa đảo. Ngươi hãy rời chúng tới biểu tượng thùng rác ngay đây. Y Tiểu Âm bắt đầu hướng dẫn Hạ Thiên, gia hỏa ngu ngốc kia gần như là mù tịt về khoa học kỹ thuật, còn có một loại, tuy rằng chúng không có tác dụng quá lớn đối với chúng ta, nhưng xác thật là thuộc về y thuật, xem như có giá trị, thứ ấy thì ngươi phân loại đến nơi đây. Ừ, vậy biểu tượng đó để làm gì? Hạ Thiên giơ ngón tay chỉ vào một biểu tượng khác. Thứ đó là tư liệu chân quý chân chính, nó không nhất định có liên quan tới nghịch thiên đệ bát châm. Nhưng đúng là thuộc về y thuật chân quý. Y Tiểu Âm đáp lại. Đã biết, ta tới chơi thử một chút. Hạ Thiên thuận miệng nói, tiếp đó hai bàn tay múa may lung tung ở trên màn hình lớn. Ngươi nhấn loạn cái gì vậy? Ta không phải bảo ngươi chơi trò cắt trái cây. Y Tiểu Âm có chút nổi nóng, ngươi phải xem nội dung trước, tiếp đó phán đoán, cuối cùng mới phân loại. Vợ Y Y, ta làm đúng như những gì nàng nói nha. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội. Ta đã xem xong hết rồi. Nào có ai xem nhanh như vậy chứ? Y Tiểu Âm hiển nhiên không tin, vừa nhìn là biết ngay ra hỏa đó đang làm loạn. Vợ Y Y à, nếu không tin thì nàng có thể lại đây kiểm tra một chút nha. Hạ Thiên cười hì hì, thuận tay ôm eo Y Tiểu Âm. Nàng thật sự không tin, nàng bắt đầu kiểm tra, nhưng sau nửa giờ, nàng không thể không thừa nhận, hắn đúng thật là không có múa may lung tung, những gì mà hắn phân loại trên cơ bản không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là yêu cầu của gia hỏa ấy tương đối cao, có chút tư liệu ở trong mắt bác sĩ bình thường vẫn có tác dụng, nhưng hắn lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nhưng cái đó cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao tư liệu rất nhiều, những tài liệu kia đối với Y Tiểu Âm mà nói cũng không có tác dụng gì,
hơn nữa như vậy cũng có thể làm cho người ta cảm thấy yêu cầu của bệnh viện y nhân các tương đối cao, không đến mức lấy đại một thứ gì đó tới lừa gạt nàng, nói cách khác, điều nọ thật ra là chuyện tốt. Vậy được rồi, việc phân loại giao cho ngươi, Y Tiểu Âm cảm thấy vẫn nên để cho Hạ Thiên làm việc sẽ nhanh hơn. Vợ y y, nếu phân loại xong rồi thì chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Hắn cười hì hì hỏi. Chương 1998, ta muốn nàng. Việc phân loại còn chưa xong, các nơi trên thế giới sẽ không ngừng có người gửi thông tin về nơi đây. Y Tiểu Âm tức giận nói, bây giờ chúng ta đang làm chính sự, người đừng nghĩ trốn ra ngoài chơi. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, trừ phi chúng ta tìm được thông tin của Nghịch Thiên Đệ Bát Châm, biết làm sao để thi triển Nghịch Thiên Đệ Bát Châm, trên cơ bản sẽ có thể kết thúc việc này. Vợ y y này, thật ra chúng ta có thể chơi ở trong nhà. Hạ Thiên cười hì hì nói, nàng đợi ta phân loại xong những thứ kia trước, sau đó chúng ta chơi một lúc, qua mấy tiếng hoặc nửa ngày lại tiếp tục phân loại là được rồi, tốc độ bọn hắn gửi hình ảnh những thứ đó, không có nhanh bằng tốc độ ta xử lý những ảnh này. Nói xong những câu nọ, Hạ Thiên đã dùng hành động chứng minh cho mình, hắn dùng nửa tiếng đã xử lý xong những tài liệu còn tồn ở trước đó, kế tiếp mặc dù trên màn hình vẫn còn đang không ngừng gửi tới đủ loại hình ảnh. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ gửi tới thật sự không có nhanh bằng tốc độ Hạ Thiên xử lý. Y Tiểu Âm có chút im lặng, mặc dù việc hắn đang làm cũng giống như đang chơi, thế nhưng hiệu suất, chính xác rất nhanh. Vợ y y, lâu rồi nàng không gặp ta, chẳng lẽ không nhớ ta sao? Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm ngồi xuống, còn ta thật sự rất nhớ nàng. Ta không nhớ ngươi, chúng ta không phải đã rất lâu không gặp. Y Tiểu Âm tức giận nói, còn có. Không nên thấy ta vừa thừa nhận ngươi là chồng ta thì nghĩ ta sẽ cho ngươi làm loạn, ngươi làm việc đàng hoàng cho ta đi. Thế nhưng vợ y y, ta không có làm loạn, với lại ta là chồng nàng, chỉ là ôm nàng một cái, sờ sờ nàng một chút không phải là rất bình thường sao. Hắn có chút buồn bực, lập tức lại lẩm bẩm, hình như không đúng lắm, chỉ như thế thì không quá bình thường, vợ y y, chúng ta phải chơi thứ rất hay mới được. Nếu như ngươi còn định tiếp tục quậy, chuyện kia không cần ngươi hỗ trợ nữa. Ngươi trở về tìm Nhụy Nhụy đi. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, nói đến đây, nàng lại đột nhiên ý thức được có điều không thích hợp, chờ đã, sao ngươi lại tới nơi đây một mình? Nhụy Nhụy đâu, không phải nàng ấy đi với ngươi sao? Vợ y y, tiểu muội chân dài muốn đi thám hiểm đáy biển nhàm chán gì đó, không đi với ta. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng không sao, xong việc nếu nàng ấy thấy chán, chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta. Thám hiểm đáy biển. Y Tiểu Âm có chút mơ màng, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói rõ cho ta. Ta cũng không biết, thì là có người tìm nàng đi khiêu chiến cực hạn đáy biển gì đó, thật ra ta thấy đặc biệt chán, nhưng tiểu muội chân dài rất hứng thú nên để nàng ấy đi. Thật ra Hạ Thiên không rõ chuyện đó cho lắm, vốn là ta chuẩn bị đi với tiểu muội chân dài, nhưng vợ y y nàng nhớ ta, lại thêm ta cũng đặc biệt nhớ vợ y y nàng nên liền tới nơi này. Ngươi thì ai mà chẳng nhớ? Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, là rất nhiều, ta còn nhớ thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài, băng băng, tiểu kiều, đại yêu tinh. Hạ Thiên còn chuẩn bị nói ra một đống tên. Đi đi, ta biết ngươi nhớ một đống vợ của ngươi. Y Tiểu Âm có chút bực bội, tuy nàng cảm thấy chắc chắn bản thân sẽ không ghen, cũng không có khả năng ghen vì gia hỏa đó, nhưng tên lưu manh đáng chết này vừa ôm nàng vừa nói ra một đống tên nữ nhân, vẫn làm cho trong lòng nàng không thoải mái. Vợ y y, ta cũng đặc biệt nhớ nàng. Đặc biệt là bây giờ, ta càng thêm muốn nàng. Hắn cười hì hì nói, câu nói đó không phải là nói dối, thật sự bây giờ hắn rất muốn nàng, đặc biệt là cơ thể của vợ y y, đã rất nhiều năm hắn không có chân chính hưởng thụ, chuyện nọ với hắn mà nói, thật ra là một loại mê hoặc đặc biệt. Bình thường khi ở chung với tiểu muội chân dài, hắn không có nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, Dạ Ngọc Mị các nàng đều không có ở đây, mà Y Tiểu Âm đã có thể chạm tay đến. Tất nhiên là làm cho trong lòng Hạ Thiên càng thêm mấy phần xúc động. Mà nàng có cảm giác nhạy cảm thấy tình huống không thích hợp, nàng không khỏi vùng vẫy một hồi thả ta ra. Hạ Thiên không thả Y Tiểu Âm ra, hiển nhiên là không muốn buông ra, mà trong phút chốc nàng có hơi luống cuống, mà sau khi vài giây bối rối, nàng đã bình tĩnh lại, giọng nói trở nên có chút lạnh, ngươi còn muốn cưỡng ép ta sao? Vợ y y, nàng thực sự là quá hẹp hòi. Hạ Thiên phiền muộn, nhưng vẫn thả Y Tiểu Âm ra. Y Tiểu Âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn ngồi ở trên người hắn như cũ, không lập tức rời đi, giọng nói khôi phục bình thường, ta gọi điện thoại cho Nhụy Nhụy trước đã. Lấy điện thoại di động ra, Y Tiểu Âm bấm số điện thoại của Ninh Nhụy Nhụy, nhưng điện thoại không bắt máy.
Xảy ra chuyện gì sao? Nàng khẽ nhíu mày, Ninh Nhụy Nhụy đã đi bao lâu rồi? Không lâu lắm, hôm nay ta đã sớm tới bên này trước, tiểu muội chân dài còn đi với ta đó, lúc đó còn ở trên núi. Hạ Thiên đáp, chắc bây giờ nàng ấy còn chưa đi xuống đáy biển. Vậy sao không gọi điện cho nàng ấy được? Y Tiểu Âm có chút lo lắng, ngươi để cho người ta đi tìm một chút, gần đây không quá an toàn, để phòng vạn nhất. Đúng lúc này, bên tai Y Tiểu Âm nghe được một giọng nói rất nhỏ, không cần lo lắng, chúng ta có người theo sát nàng rồi. Rõ ràng Hạ Thiên không nghe thấy giọng nói ấy, mà Y Tiểu Âm có thể phân biệt được giọng của người nọ, bởi vì giọng nói đó thuộc về Triệu Vũ Cơ. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có loại cảm giác kỳ dị đặc biệt, chẳng lẽ nhất cử nhất động của nàng và Hạ Thiên đều bị Triệu Vũ Cơ theo dõi. Chương 1999, tài cao gan lớn. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không có theo dõi ngươi. Giọng Triệu Vũ Cơ lại truyền vào trong tai nàng, ta chỉ ngẫu nhiên đến xem chồng một chút mà thôi, lần này là trùng hợp. Y Tiểu Âm không có vì vậy mà buông lỏng, bởi vì nàng biết, Triệu Vũ Cơ các nàng rất xem trọng hắn, điều đó cũng mang ý nghĩa, thỉnh thoảng các nàng sẽ dùng phương thức nào đó để quan sát Hạ Thiên, thuận tiện nhìn nàng một cái. Mà trong đầu Y Tiểu Âm đột nhiên bốc lên một ý nghĩ kỳ dị, nếu nàng thật sự làm loại chuyện kia với giả hỏa này, chẳng phải cũng sẽ bị gặp quỷ rồi, sao ta nghĩ gì thế? Y Tiểu Âm đột nhiên tỉnh lại, làm sao nàng lại bắt đầu cân nhắc tính chất của khả năng đó? Đây không phải là tuyệt đối không có khả năng sao? Không cần tìm Nhụy Nhụy, Y Tiểu Âm hít vào một hơi, nàng ấy không có việc gì. Vợ Y Y, chắc chắn tiểu muội chân dài không có chuyện gì. Thật ra căn bản Hạ Thiên không định chuẩn bị tìm, hắn rất có lòng tin. Ít nhất trước mắt mà nói, chính xác Ninh Nhụy Nhụy không có việc gì, mà bây giờ nàng đến đó sẽ gọi điện thoại cho một nữ nhân. Đây là một nữ nhân chưa tới 30 tuổi, tóc ngắn, nhìn màu da giống như hỗn hợp, thật ra vẫn rất xinh đẹp, nhưng so sánh với Ninh Nhụy Nhụy vẫn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng trên phương diện nào đó nữ nhân đó rõ ràng có ưu thế hơn Ninh Nhụy Nhụy, chỗ kia rất lớn, đặc biệt lớn. Chào cô, Ninh Tiểu Thư, ta là người gọi điện thoại cho ngươi, ta tên là Ellie, ta giới thiệu cho ngươi một vài đội viên khác. Nữ nhân tên là Ellie này, vẫn khách khí với Ninh Nhụy Nhụy như cũ. Địa điểm gặp mặt giữa Ninh Nhụy Nhụy và Ellie là ở bờ biển, mà giờ phút này, bên cạnh không có những người khác, nhưng sau khi Ellie nói xong những lời ấy, đã giơ tay lên, quơ quơ, sau đó, không đến một phút, một chiếc cano liền xuất hiện trong tầm mắt. Ninh Tiểu Thư, lần này chúng ta thám hiểm căn cứ hậu cần của một tòa nhà ở trên đảo ngoài biển, trước mắt những đội viên khác đang ở trên đảo, trước tiên cô có thể cùng với chúng ta đi gặp mặt đội viên, sau đó cô có thể sẽ cân nhắc quyết định có muốn tiếp tục tham dự lần thám hiểm này hay không, nếu như cô còn cần phải tự mình chuẩn bị thiết bị, sau đó có thể trở về. Ellie tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, chúng ta có thể cung cấp bất luận thiết bị cô cần. Khoan đã chờ một chút, Ninh Nhụy Nhụy không quá để tâm, nếu lúc trước, nàng còn có thể cẩn thận một chút, nhưng bây giờ, vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngược lại nàng không có quá lo lắng gì. Dù sao, bây giờ nàng không còn là một thần thoại thể dục thích khiêu chiến cực hạn, hiện tại nàng chính là người tu tiên chân chính. Dù tòa thành kia được gọi là căn cứ hậu cần trên đảo không an toàn như thế, thì Ninh Nhụy Nhụy cũng không lo lắng, dù trên thế giới này còn có những người tu tiên khác, nhưng nếu như thật sự có người tu tiên có thể ở trên đảo tạo thương tổn với nàng. Người đó không ở trên đảo, cũng có thể tổn thương đến nàng. Cano rất nhanh đã dừng ở bờ biển, Ninh Nhụy Nhụy không nhiều lời, trực tiếp nhảy lên, mà Ellie cũng nhảy lên theo, một vị trí nào đó của nàng ấy quá lớn đến mức lắc lư mấy lần, làm cho nàng không tự giác nhiều nhìn chằm chằm vài lần. Thật ra chuyện ấy vốn là không có gì, chỉ là Ninh Nhụy Nhụy không tự giác nhớ tới tên Hạ Thiên kia, nếu tên biến thái đó nhìn thấy Ellie, có thể càng có hứng thú hay không. Nàng lập tức lắc đầu. Bỏ đi ý nghĩ đó, tên háo sắc chắc chắn sẽ chướng mắt Ellie, dù sao ngay cả nàng thỉnh thoảng cũng bị ghét bỏ. Cano chạy băng băng trên biển, rất nhanh bắt đầu đi vào sâu trong biển cả, Ninh Nhụy Nhụy đứng trên thuyền máy, đón gió phá sóng, đứng vững vàng như núi. Ninh Tiểu Thư, cô thật không hổ là thần thoại thể dục trong truyền thuyết. Tiếng than thở truyền tới từ phía bên cạnh, người nói chuyện đương nhiên là Ellie, mà nàng không có đứng. Bởi vì bây giờ tốc độ của Canon thật sự rất nhanh, muốn đứng vững cũng không dễ dàng. Ellie tiểu thư, rốt cuộc các ngươi muốn đi thám hiểm cái gì? Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn Ellie, không chút hoang mang mà hỏi. Ninh tiểu thư, cô gọi ta Ellie là được. Ellie mỉm cười, thật ra chúng ta không muốn giấu giếm, chúng ta đúng là đi đáy biển thám hiểm, nhưng đồng thời là tìm báu vật,
nói đến có thể có chút tầm thường, nhưng chúng ta thật sự tìm được một tấm bảo đồ châu báu, sau đó quyết định đi tìm báu vật, tình huống cụ thể, tối nay ta lại nói cho cô và đội viên khác, bởi vì trước mắt bản vẽ không ở trên người của ta, nói đến thì không rõ ràng. Báu vật cũng không là cái gì, thám hiểm là một hạng mục vận động rất quý giá, thuần túy chỉ vì thám hiểm mà không có thu hoạch trở về, đúng là không có cách nào duy trì loại hứng thú ấy. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt một tiếng, nàng không phải là loại người ra vẻ thanh cao, trước đây nàng đi khiêu chiến cực hạn, cũng hao tốn không ít tiền, đương nhiên, tự nhiên nàng vẫn có thể kiếm tiền, hơn nữa, trong nhà nàng cũng có tiền, những chuyện đó đều không phải là vấn đề gì. Cano tiếp tục xuyên qua biển lớn, rõ ràng, hòn đảo nhỏ kia cách bờ biển cũng không gần, muốn tới đích vẫn còn cần một chút thời gian. Cuối cùng, nàng cũng ngồi xuống, tiếp theo nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, lại phát hiện, đang ở trên biển, tựa hồ không có tín hiệu. Khu vực này có tín hiệu không tốt, nhưng nếu như Ninh tiểu thư cô muốn liên hệ với người khác, chúng ta đã chuẩn bị điện thoại vệ tinh. Ellie mở miệng nói. Không cần, vốn Ninh Nhụy Nhụy chỉ muốn hỏi Hạ Thiên một chút có an bài ổn thỏa cho Lam Lam hay không, sau đó nàng cảm thấy, hắn không đến nỗi không đáng tin cậy như vậy, để cho hắn an bài một người, nên vấn đề không lớn. Đến nỗi nói trên biển có tín hiệu không tốt, ngược lại Ninh Nhụy Nhụy có chút nghi ngờ, bởi vì lấy hiểu biết của nàng, nơi này phải có tín hiệu bao phủ chứ. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng nàng dâng lên chút cảnh giác, nữ nhân tên Ellie kia. Mặc dù đối xử với nàng rất khách khí, nhưng loại người mặt ngoài khách khí ấy, không thể chứng minh cái gì, giống như bây giờ, điện thoại di động của nàng không có tín hiệu, càng có thể là tín hiệu bị che đi, mà không phải là không có tín hiệu. Đang êm đẹp mà muốn che giấu tín hiệu, vậy khẳng định là có nguyên nhân, còn về Ellie có ý đồ gì, chờ đến khi lên đảo, có lẽ trên đại khái có thể hiểu rõ. Vẫn là câu nói kia, kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ nàng là người tu tiên. Trong lòng không có hoảng hốt chút nào. Chương 2000, khó xử. Bây giờ, ở Vọng Cảng, bệnh viện Y Nhân Các. Y Tiểu Âm đã rời khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nguyên nhân rất đơn giản, có người gõ cửa. Vào đi, Y Tiểu Âm ngồi lại vị trí của mình, nhìn qua có dáng ngồi nghiêm túc. Một bảo vệ đẩy cửa ra đi tới. Y Tiểu Thư, bên ngoài có người nói nhất định phải tự mình gặp cô, nói trong tay hắn có bí tịch trung y tổ truyền gì đó. Người phụ trách thu ngân bảo hắn đưa sách cho chúng ta trước, nhưng người kia lại không chịu đồng ý, nhất định muốn gặp cô. Bảo vệ cung kính hồi báo tình huống, vốn chúng ta định trực tiếp đuổi người đi, nhưng lại sợ trong tay người kia thật sự có thứ gì đó trọng yếu, nên tới xin chỉ thị của cô, xem cô có muốn đi qua hay không. Ta đi xem một chút đi, Y Tiểu Âm đứng lên, vốn nàng rất bận rộn, nhưng sau khi Hạ Thiên đến, một mạch làm xong tất cả mọi chuyện, nàng tương đối buông lỏng. Không cảm thấy loại việc đó sẽ làm chậm trễ thời gian. Hơn nữa vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất trong tay người ta thật sự có cái gì gọi là bí tịch trung y sao. Mặc dù loại xác suất kia rất nhỏ, nhưng bây giờ điều Y Tiểu Âm cần chính là chuyện xác suất nhỏ như vậy thật sự xuất hiện, bởi vì, muốn tìm thủ pháp thi châm nghịch thiên đệ bát châm vốn là chuyện có xác suất rất bé khó mà làm được. Vâng, Y Tiểu Thư, bảo vệ đứng dậy đi ra phía ngoài, đi ở phía trước để dẫn đường. Mà Y Tiểu Âm đứng dậy đi ra phía ngoài, còn về phần Hạ Thiên thì tất nhiên là đi theo phía sau nàng. Bên ngoài vẫn có rất nhiều người đang xếp hàng như cũ, mà nhìn thấy Y Tiểu Âm đi ra, bên ngoài lại tạo nên một chút bạo động, lại bắt đầu có người chụp ảnh thảo luận các loại, ngược lại Hạ Thiên vẫn không có gây nên quá nhiều sự chú ý của mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ những người ấy đang xếp hàng, đã không phải là đám người trước đây, đến nỗi chuyện Y Tiểu Âm thừa nhận hắn là chồng nàng. Trước mắt tin tức kia chưa từng bị tung ra ngoài. Y Tiểu Thư, cô xem chính là nàng ấy. Bảo vệ dùng ngón tay chỉ một người cách đó không xa, đó là một nữ nhân 40 mấy tuổi, mà nữ nhân nọ còn mang theo một đứa bé có dáng vẻ 10 mấy tuổi. Vợ y, xem ra người này chính là lừa đảo, chúng ta trở về thôi. Lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói. Tất nhiên Y Tiểu Âm không nghe lời hắn, nàng nhìn về phía nữ nhân kia. Giọng nói ôn hòa, ta chính là Y Tiểu Âm, ngươi muốn tìm ta sao? Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân trung niên ấy, Y Tiểu Âm cũng có một trực giác, đó chính là, hơn phân nửa nữ nhân nọ thật sự không có cái gọi là trung y bí tịch, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy chắc là nữ nhân nọ không phải là một kẻ nói dối. Nữ nhân đó ăn mặc rất bình thường, tướng mạo cũng tương đối bình thường, hơn nữa còn mang đến cho người ta một loại cảm giác rất tiểu tụy, đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn nó tối tăm mờ mịt.
khiến người ta có cảm giác vô vọng. Nhưng sau khi nghe xong những gì Y Tiểu Âm nói, ánh mắt ảm đạm của nữ nhân trung niên kia đột nhiên phát sáng lên, nàng ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía nàng, khuôn mặt của nàng bỗng nhiên tỏa ra một loại ánh sáng thần thánh, Y Tiên, cô thật sự là Y Tiên, thật tuyệt, cuối cùng ta cũng được gặp cô nhất định phải mau cứu con của ta, cô mau cứu con của ta. Nữ nhân trung niên này vừa dứt lời, Y Tiểu Âm đại khái đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Này, người có chuyện gì vậy? Không phải ngươi vừa nói có cuốn trung y bí tịch gì đó muốn để cho Y Tiểu Thư nhìn thấy tận mắt sao? Nhân viên bảo vệ có chút tức giận, rõ ràng là hắn đang rất khó chịu vì bị lừa chuyện đó. Ngươi có khác gì một kẻ lừa đảo không? Không đợi nữ nhân nọ nói chuyện, nhân viên bảo vệ lại nhìn về phía Y Tiểu Âm, vẻ mặt xin lỗi, Y Tiểu Thư, thật xin lỗi, ta sẽ đuổi nàng ta đi ngay. Thôi, ta đã ra ngoài rồi nên ta sẽ tới giải quyết. Y Tiểu Âm lắc đầu. Nàng đã hiểu tại sao nữ nhân trung niên đó lại nói dối, nhưng nàng cảm thấy mình cần phải xử lý thật tốt chuyện này một chút, không thể đuổi thẳng người đi đơn giản như vậy được. Thật xin lỗi, ta thực sự không còn cách nào khác, ta không có tiền. Vì chữa bệnh cho con, ta đã tiêu hết tất cả số tiền của mình, còn vay mượn rất nhiều. Vấn đề là ta đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho con của ta. Ta nghe nói y thuật của cô rất giỏi, nhưng bắt buộc phải xếp lịch hẹn trước. Chỉ là bây giờ những người xếp lịch hẹn trước để được người phẫu thuật đã xếp tới tận mấy năm sau rồi, ta thật sự không thể đợi lâu như vậy được. Sau đó ta nghe nói chuyện kia nên đã nói dối bọn hắn rằng ta có một cuốn trung y bí tịch, ta thực sự không còn cách nào khác. Nữ nhân trung niên ở đó có chút hốt hoảng giải thích. Vợ y, ta đã nói nữ nhân đó là đồ lừa đảo rồi mà. Bây giờ, Hạ Thiên ở bên cạnh mới nói một câu. Ta không phải là kẻ lừa đảo. Ta chỉ là ta thật sự rơi vào đường cùng rồi, Y Tiên tiểu thư, rất nhiều người đều nói cô là người đẹp thiện tâm, ta cầu xin cô nhất định phải giúp ta, nữ nhân trung niên đột nhiên quỳ xuống, cầu xin cô nhất định phải mau cứu con của ta. Ngươi đứng lên trước đi, Y Tiểu Âm mở miệng nói. Không, cầu xin cô đồng ý với ta trước, nữ nhân trung niên cầm tay đứa trẻ bên cạnh kéo qua, cô giúp ta với, cô nhìn đứa nhỏ này xem, dáng vẻ nhìn như chỉ có 10 tuổi, nhưng hắn đã 20 tuổi rồi, ta không thể để cho hắn như thế cả một đời được. Cái gì? Người đó 20 tuổi sao? Chẳng lẽ là chậm phát triển? Hình như bệnh đau gì đó cũng có chứng người lùn thì phải. Nếu thật sự là như thế, e là Y Tiên tiểu thư cũng không có cách gì. Bốn phía bàn luận ầm ĩ, cũng có người bắt đầu quay chụp. Thời đại này, trong tay mỗi người không chỉ có một cái điện thoại, người người đều có thể mở phát sóng trực tiếp. Không phải sao? Một số người đã dứt khoát bắt đầu phát trực tiếp. Tất nhiên, mặc dù mọi người đều có thể phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra hầu hết mọi người đều không có nhiều người hâm mộ nên về cơ bản không ai xem bọn hắn phát sóng trực tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.